Bây giờ đến một cái cao hơn. Đến một cái cao hơn. Bây giờ thí dụ như thế này. Nhờ chị lên rót cái nước cho đầy cái ly giùm thầy. Bây giờ này, trong cái việc làm của cái người Phật tử này á, nó có bao hàm ba cái yếu tố. Mà ba cái yếu tố đó mình nói ra thì mình mới biết là có ba yếu tố đó, mà thực ra đó thì người nào cũng đều đã có ba yếu tố đó. Đó là khi mà nghe thầy nói là lên rót nước thì có ba yếu tố nó giúp cho chị làm được cái việc đó. Đó là thận trọng, chú tâm và quan sát. Ví dụ thầy nói là rót nước thì chị phải quan sát có thử là nước là cái gì. Còn thầy nói là rót nước trong cái chai thì chị cầm cái chai chứ không phải là cầm cái khác, phải không? Như vậy đó là trong đó khi mà chị thực hiện cái việc này đó là chị thận trọng quan sát cái sự kiện này và hoàn toàn là tròn vẹn cái tâm của mình vào trong cái việc này. Thế còn á, ví dụ như thầy nghe nói về một cái thì đụng cái điện thoại reo, điện thoại reo thì chị cầm lên điện thoại thì ở nhà nói là ở nhà hiện nay đang có một cái gì đó, chị phân tâm hoàn toàn rồi á, bây giờ chị sẽ hỏi lại hồi nãy thầy nói gì kìa, tức là lúc đó nó không còn có thần trọng chú tâm quan sát trong cái việc này nữa, do đó không thể nào thực hiện được cái việc này. Vậy thì mình thấy có một cái yếu tố mà yếu tố ai cũng sẵn có, đó là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày của mình. Cái điều này á không cần tu nó vẫn cứ có. Ví dụ như bây giờ thầy nói là rót nước đó thì còn dễ đó, tức là nhìn vô là thấy biết là nước nó đầy rồi, thôi đừng rót nữa, hoặc là nước cái chai nó hết rồi thì mình rót nữa cũng đấy thật, cho nên thôi đóng chai lại. Tự nhiên là phải thần trọng chú tâm quan sát cho nên thấy hết. Như vậy quý vị nhớ rằng này, ở nơi mình có sẵn ba yếu tố mà không cần phải mượn tới bất kỳ ai, là mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ thực hiện được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này một cách rất là dễ dàng. Nó dễ dàng hơn cả cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này nữa. Bởi vì khi mình làm việc gì mình đều thần trọng chú tâm quan sát á, thì nó đã là tròn vẹn với thực tại rồi, khỏi cần phải lôi cái ta trở lại, phải không? Khỏi cần lôi cái ta trở lại để làm cái việc gì thì mình thần trọng chú tâm quan sát việc đó, thì đâu cần phải lôi cái ta trở lại, bởi vì cái lúc đó là làm, lúc đó không có cái ta, lúc đó chỉ có thần trọng chú tâm quan sát thôi. Thần trọng chú tâm quan sát cũng chính là minh sát tuệ, nhưng mà thần trọng chú tâm quan sát á thì không cần phải bạn ngã lôi, cũng vẫn cứ thần trọng chú tâm quan sát. Mà nếu có bạn ngã lôi mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì nó lại trở thành ra là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Có hiểu thầy nói không? Bởi vì đây là những cái pháp tu đó, những pháp tu đó mình nói rồi, lát nữa thầy nói lên nói xuống một hồi rồi thấy ra liền. Thì ở đây đó cũng vẫn là thực tánh chân đế. Thực ra khi mình trọn vẹn thật sự mà thần trọng chú tâm quan sát một cách trọn vẹn thì lúc đó không có khổ. Đó. Bây giờ này, trong cái việc làm rót nước này chỉ có hai điều. Một là khổ, hai là không có khổ. Đó, cái câu nói của Đức Phật á, bây giờ mình ứng dụng vào chuyện này này. Tức là trong việc rót nước này, một là khổ, hai là không có khổ. Vậy đó. Cái câu nói nó đơn giản như vậy mà mình hiểu quá cao đi, quá cao xa đi, cho nên mình biến thành ra phương pháp tu này, phương pháp tu kia. Cái đơn giản nó chỉ cần là nếu mình thần trọng chú tâm quan sát vào cái việc này thì không có khổ. Như vậy thần trọng chú tâm quan sát chính là đạo đế. Không có khổ, không có nguyên nhân tạo ra cái khổ, tức là không có tập đế và khổ đế. Như vậy thì cái việc rót nước này không hề có phiền não khổ đau gì cả.
Nhưng mà ví dụ như thế này, ví dụ chị này chị lại khởi lên cái ý đó, sao thầy không nhờ ai mà nhờ mình? Mình là giám đốc một công ty, hồi nào giờ là cứ là sai người khác rồi, sao bây giờ thầy đi sai mình? Thì tự nhiên ở trong này bực bội đó, bực bội xảy lên rồi, bực bội mà anh Phật tử nào đó hỏi đó, là bực bội đó nè. Chính vì đó mà bực bội xảy lên, bực bội xảy lên cho nên mới là đau khổ. Đau khổ rồi mới muốn diệt cái bực bội đó, là tạo ra thêm sinh tử nữa, phải không? Bực bội về rồi cố gắng làm sao mà để cho hết bực bội. Mà sự thật ra đó, nếu chị cần thần trọng chú tâm quan sát thì bực bội làm gì có, phải không? Cho nên mới nói rằng là có vị thiền sư nói là anh chị cho tôi cái bảng lai dường một lúc chưa sinh. Thực ra nếu mà mình làm cái việc gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên mà nó tự ứng ra chứ, phải không? Tại thầy nói thần trọng chú tâm quan sát cái chứ đâu có cần nói cái đó anh chị. Mình đâu có cần nói thần trọng chú tâm quan sát, bởi vì nó đã trong tự tánh nó ra rồi, cần gì nói. Để nhưng mà tại vì thầy phải nói ra để cho mọi người biết rằng là trong từ tánh của mình đó, nó đã có cách tu rồi, và cái cách tu đó nó ứng ra trong những cái việc bình thường thôi là đã niết bàn trong đó rồi, bởi vì nó không có khổ không có tập thì nó là diệt là đạo. Cho nên thầy nói là nó đơn giản là thế này, trong việc rót rước này nếu là hoàn toàn là tai nghe, trong tai nghe việc rót nước là chị nghe, chị có nghe, phải không? Trong cái nhìn vào cái nước thì trong cái thấy nó chỉ có thấy, trong cái biết rót thì trong cái biết rót nó chỉ biết rót, không có cái ta thì không có đau khổ, đúng không? Còn nếu có cái ta vô nói tôi là đường đường vậy mà bắt tôi đi rót nước thì tự nhiên khổ liền, phải không? Đó thì mình thấy rõ cái khổ, cái nguyên nhân sự khổ nó là như vậy, nó đơn giản chừng đó thôi. Mà chỉ cần thấy cái chỗ đơn giản đó thì mình sẽ thấy ra hết tất cả mọi cái nguyên nhân của cái luân hồi sinh tử này là cái gì. Đại khái là vậy đó. Vậy thì nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì luôn mình sống trong cái thực tánh chân đế, tức là mình đang sống trong cái thực hoàn toàn tức là sống trong đạo đế và diệt đế, tức là mình đang sống trong đạo đế và diệt đế. Cho nên á, cái này á thầy gọi là tùy dùng hay là tùy ứng giới định tuệ, là bởi vì á khi nào mình cần làm cái chuyện đó, mình nghe nói đi rót nước thì mình mới làm chứ, phải không? Cho nếu mà trước đó nói đừng có nói đi rót nước thì mình đâu có làm, tức là nó tùy dùng, tức là khi nào có chuyện gì á thì nó mới ứng ra, còn không có thôi. Cho nên nó gọi là tùy dùng giới định tuệ, tùy dùng hoặc là tùy ứng giới định tuệ, tùy cảm như ứng, tùy ngồi như an á. Giới định tuệ này á, mỗi người đều có sẵn rồi. Nếu mà độ trình độ thì tự thấy ra hết. Tức là nếu một người nào mà sinh ra đã là thần trọng chú tâm quan sát á, thì chẳng cần phải ai nói gì cả, nó cũng biết à. Cho nên có nhiều cái đứa con nít nó sinh ra, nó do căn cơ trình độ của nó, cho nên nó mới sinh ra nó cũng nhỏ là nó đã biết hết trơn rồi, đâu đó nó đàng hoàng hết trơn. Cho nên có những cái người mà trong thời Đức Phật á, là chỉ có 7 tuổi thôi đã đắc quả A La Hán rồi. Tại vì thực ra cái tùy dùng giới định tuệ này là ai cũng có sẵn có hết á, nó sẵn có trong cái từ tánh của mỗi người rồi đó. Thì hồi nãy tự làm chứ đâu có thầy nói là theo. Nếu mà thầy nói á, lên đốc nước phải thần trọng chú tâm quan sát nghe thì cái đó khác, mà đây đâu có nói gì đâu mà vẫn lên làm được, tức là trong đó nó có sẵn cái thần trọng chú tâm quan sát. Sở dĩ mà thầy nói tới như vậy để thấy rằng là mình đã có sẵn tất cả những cái yếu tố để mà giải thoát giác ngộ rồi, không phải là đi tìm kiếm một phương pháp nào đó. Tất cả phương pháp tu tập dù là loại phương tiện gì đều nằm ở nơi cái giai đoạn giới định tuệ chế định này hết. Tất cả các phương pháp thiền đều nằm ở nơi giai đoạn giới định tuệ này hết.
tức là tạm thời chế định. Thế còn á, nó không phải là từ tánh, mà là phải làm sao mà bây giờ mình phải dùng trong từ tánh của mình ra cái, dùng trong từ tánh của cái thân tâm này ra cái. Bây giờ có một cái còn cao hơn nữa, đó là trong lành, sáng suốt, bình tĩnh. Thực ra đó, thực ra bây giờ mỗi người đang ngồi đây này, mà nếu hoàn toàn buông hết, không còn một cái ý niệm gì cả, thân tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, thì lập tức là tất cả mọi người đang ngồi đây đều có cái tính chất sáng suốt định tĩnh trong lần này hết. Nó mất sáng suốt là bởi vì cái ta ảo tưởng xen vào, mất định tĩnh là bởi vì tạp niệm lăng xăng, mất sáng suốt là bởi vì quan niệm kiểu này kiểu nọ. Thế còn nếu mà bây giờ mình đừng có quan niệm, đừng có lăng xăng gì cả, đừng có khởi lên ý niệm gì hết á, mình ngồi hoàn toàn là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, thì ngay đó là tâm đang sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái bản chất sáng suốt định tĩnh trong lành đó là mọi người đều giống nhau. Các Phật tử không ai hơn ai về cái sáng suốt định tĩnh trong lành này hết. Nhưng mà bởi do nó sợ gì mà có hơn thua đó, là bởi vì do cái bản ngã người nào nhiều hơn á thì nó che lấp đi. Do đó đó cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó có vẻ như bị giảm đi. Cũng giống như cái mặt trời mà bị mây che hết trơn rồi, bây giờ mình nói không có mặt trời, hoặc là mình nói là trời tối. Nhưng mà thật ra mặt trời nó vẫn cứ sáng như thường, tức là cái bản chất của cái mặt trời nó vẫn là sáng. Cái bản chất của cái tâm của mỗi người đó là vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Mà tại vì mình cứ chạy theo sanh tâm si làm sao không biết còn sáng suốt định tĩnh trong lành gì nữa, phải không? Do đó đó, bây giờ chỉ cần là nếu như một cái người một cái trình độ mà cao như thử là ông Pahiya đó, là ông chỉ cần buông xuống cái là sáng suốt định tĩnh trong lành liền lập tức, phải không? Và nếu buông hoàn toàn xuống, không còn bao giờ còn có cái bản ngã che lấp nữa đó, thì lúc đó gọi là A-la-hán. Chẳng phải không phải A-la-hán là gì cả, không phải A-la-hán là một cái gì mới mẻ, mà A-la-hán là cái có sẵn rồi, là cái tánh biết nó vốn nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành sẵn rồi. Bây giờ mình buông ba cái mà cái tham sân si dưới này này, buông cái vô minh ái dục tham sân si mà của cái sinh tử luân hồi phiền não khổ đau này đi đó, thì nó liền lập tức là nó sáng suốt định tĩnh trong lành liền. Thì cái này đó thầy gọi là từ tánh giới định tuệ. Đó, thành ra đó vốn trong tánh biết nó đã có giới định tuệ sẵn rồi, chứ không phải là ví dụ như bây giờ thầy cố gắng thầy tu hành bây giờ thầy giải thoát rồi, thầy nói tôi nhờ tôi mấy bao nhiêu năm mà tôi cố gắng tu hành, bây giờ tôi giác ngộ giải thoát đó. Mấy người là không có giải ngộ giải thoát, mấy người thua tôi xa. Nhưng mà nếu một cái người mà ta thực sự giác ngộ giải thoát đó, thì người ta sẽ thương yêu những người khác. Bởi vì sao? Vì biết rằng là những người này cũng là cũng sáng suốt định tĩnh trong lành ý như mình, cũng có khác gì cả, mình không có hơn gì ai hết trơn á, mình giác ngộ rồi mình chẳng hơn gì ai hết trơn á. Để mình thương người ta là bởi vì người ta có cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà người ta lại bị mà vẫn cứ sống theo với cái bản ngã vô minh ái dục, cho nên họ khổ. Vì vậy cho nên những người giác ngộ luôn luôn là có lòng từ bi, chẳng bao giờ một người mà giác ngộ mà nói tôi hơn mấy anh. bởi vì đâu có hơn, ai cũng cái tánh biết cũng có giới định tuệ sáng suốt định tĩnh trong lành như nhau. Thành á, cái mà từ tánh giới định tuệ này á, nó đã là một cái rốt ráo rồi. Hồi nãy á, là thầy nói từ giới này nói lên, Đức Phật là nói là khổ này rồi tập này đó, tức là ngài nói đến cái khổ của tập này. Còn bây giờ
đây là diệt này, còn đây là đạo này. Giới định tuệ, sáng suốt định tịnh, đông lên này nọ đó, đó là đạo. Đạo thì là dưới này thì sinh tử, còn đây là niết bàn. Bây giờ thầy trình bày ngược lại, mà cái việc này đó là cái việc mà Đức Phật đã được thực hiện vào cái lúc đầu của giai đoạn đầu. Đức Phật là đi, không phải đi, thực ra Đức Phật ngài không đi từ dưới này đi lên, mà ngài đi từ trên này đi xuống. Tại lúc đầu á là ngài chỉ ra cái là khổ và diệt khổ, tức là ngay ở đó, một là anh khổ, hai là anh không khổ. Một là có bạn ngã thì anh khổ, không có bạn ngã thì không khổ, là niết bàn. Lúc đầu là nói như vậy mà ai giác ngộ là xong, không có chuyện gì cả. Bởi vì á, lúc đó đó, cái tánh biết khi nói như vậy rồi thì cái tánh biết nó là hiện hiện lên cái sáng suốt định tịnh trong lành. Và bây giờ từ đó mà cứ sống theo với cái sáng suốt định tịnh trong lành này thì tức là sống tùy duyên thuần pháp. Đó. Bởi vì á, tánh biết thì nó đã hoàn toàn rồi, thực tại pháp này cũng đã hoàn toàn rồi. Bây giờ cái xử lý cái này tánh biết xử lý pháp này á, thì là hoàn toàn là một sự tương giao rất là tự nhiên. Cho nên cái chuyện mà giác ngộ giải thoát là một chuyện rất tự nhiên, chứ không phải giác ngộ giải thoát mà do công lao ai hết trơn á. Cho nên có một cái vị nói là chân giác vô công, căn trần hà tội. Một cái, nhiều khi có nhiều cái vị người ta giác ngộ, người ta nói những cái câu mà nó rất là chí lý. Chân giác vô công, thực ra giác ngộ đâu có công lao gì đâu, bởi vì tánh biết nó sáng suốt định tịnh không lành nên nó thấy pháp thôi chứ đâu công lao gì. Thí dụ như một cái người đi ăn trộm rồi bây giờ bị bắt đi cải tạo rồi ở trong tù, rồi bây giờ ra khỏi tù mà nói là tôi có công lao, là tôi có công lao ra khỏi tù. Ra khỏi tù là đâu có công lao gì đâu, phải không? Nếu mà mấy người ta không ăn trộm, người ta không vô tù thì ta không có công lao sao? Có hiểu ý thầy nói không? Thế thì bây giờ mình là tự mình trói buộc, mình đem cái bản ngã ra mình trói buộc mình. Thế bây giờ mình gỡ cái mà trói buộc đó ra, mà thực ra cũng cần gỡ đó. Tức là nếu cái người nào mà nhận ra được cái tự tánh của mình là sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì bây giờ cứ sống với sáng suốt định tĩnh trong lành đó là được. Cho nên á, bây giờ á, cách của thầy mà muốn hướng dẫn á là thế này. Một là nếu bây giờ mình làm tất cả mọi việc, đi đứng nằm ngồi ăn uống hay là làm bất kỳ mọi việc gì, ai làm việc gì cứ làm việc đấy. Cho nên là có vị thiền sư, có người ta hỏi vị thiền sư, nói bây giờ con tu hành sao, thì vị thiền sư nói vậy anh làm gì, bây giờ con làm thợ máy, về máy đi, về máy thôi, về máy đi thôi chứ đâu có làm gì nữa. Cái ông kia hỏi một vị thiền sư là làm sao để thiền, thì vị thiền sư nói hồi nãy anh đi vô để cái giáp của anh ở đâu. Tức là nếu như mình làm việc gì mình cũng rõ ràng thần trọng, chú tâm quan sát biết rõ thì đó là thiền, chứ thiền gì nữa. Cho nên á, bây giờ thế này, nếu như mà mình sống mà trong mọi hoạt động của sự sống của mình, nghĩa là thành đồng nói năng suy nghĩ, mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành á, là được rồi, khỏi cần làm gì nữa. Đừng có nói tôi bây giờ tôi phải tu, bây giờ tôi phải vô tôi ngồi tu cái đã, tôi bây giờ tôi phải thế này thế kia gì cả. Bởi vì bây giờ bất kỳ làm cái việc gì mà sáng suốt định tĩnh trong lành là xong rồi. Bởi vì nó đâu có tham sân si đâu mà ra luân hồi sinh tử thường đạo khổ đau, phải không? Nó đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi thì nó là chân đế niết bàn rồi, còn gì nữa. Bây giờ nếu như mà mình cảm thấy rằng là có lúc mình sáng suốt định tĩnh trong lành được, nhưng mà cũng có lúc không biết sáng suốt định tĩnh trong lành đi đâu rồi. Có lúc thì cũng có lúc nào đó mà thật là tỉnh táo thì cũng có là sáng suốt định tĩnh trong lành chứ, nhưng mà cũng có lúc không biết nó đi đâu.
Bây giờ nếu mà nó không, nếu mà nó không biết nó đi đâu á, thì bây giờ mình xuống một bậc, xuống một bậc, tức là bây giờ mình làm cái gì cũng thận trọng chú tâm quan sát dùng đi. Chỉ cần làm cái việc gì cũng thận trọng chú tâm quan sát là được rồi. Thận trọng nhớ nghe, thận trọng chú tâm quan sát không có nghĩa là áp dụng một phương pháp nào cả, đúng không? Bởi vì cái đó nó tự ứng ra mà, chứ đâu có. Mà cái đó là không có bạn ngã nó vẫn cứ làm, phải không? Càng không có bạn ngã thì nó càng thận trọng chú tâm quan sát tốt hơn, đúng không? Cho nên á, bây giờ nếu như mà mình mà có lúc mà không cảm thấy không sáng suốt, định tĩnh trong lành á, thì lúc đó chỉ cần là thận trọng chú tâm quan sát là được rồi, chẳng cần làm gì nữa hết trơn á. Mình á thì mình á, mình là cứ bị ở dưới cái giới định tuệ chế định đây này, cho nên á là mình thường hay là buộc mình vào một phương pháp. Ví dụ như hồi sáng có cái anh nói là con á, bây giờ con làm cái gì con cũng niệm hơi thở hết trơn, con đi xe ngoài đường con niệm hơi thở, rồi con ăn uống con niệm hơi thở, con làm gì con niệm hơi thở. Nó nói, ủa sao ăn thì cũng lo ăn đi mà niệm hơi thở anh chứ. Đi xe thì lo đi xe chứ niệm hơi thở anh chứ. Tức là mình đang làm gì thì mình cứ làm cái đó đi, chứ sao lại niệm hơi thở vô đó làm gì. Chừng nào mà mình không có đi xe mà mình cũng ngồi ăn, mình cũng có gì trở mà ngồi ở chỗ, thì lúc đó không biết làm gì thì coi hơi thở chơi thôi. Thì cái đó, chứ còn mắc mới gì đang đi xe mà lại là niệm hơi thở. À, cho nên là nếu như cái trình độ của mình là thần trọng chú tâm quan sát một hồi á, là cái tâm nó lại chạy đi. Thần trọng chú tâm quan sát một hồi, cái tâm nó lại chạy đi qua chuyện này, chạy đi tới mấy cái chỗ mà mình thích, chạy đi tới mấy cái chỗ mà mình ghét, à, chạy tới một cái kỷ niệm trong quá khứ, chạy tới một cái ước vọng trong tương lai, à, đại khái như vậy. Tức là lúc đó là cái tâm mình nó không có tự tại, cái tâm mình nó không có được an ổn, mà cái tâm mình nó lúc đó là đang thất niệm hay là tạp niệm hay là vọng niệm gì đó. À, thì lúc đó là trở lại cái minh sát giới định tuệ, tức là lúc nó đã chạy rồi đó thì là lo kéo về, cho nên phải tinh tấn kéo về để cho nó trọn vẹn với thực tại, cho nên là chánh niệm, và mình biết rõ thực tại cho nên tỉnh giác. Như vậy nếu mà mình khi nào mình thần trọng chú tâm quan sát mà nó vẫn cứ bị là chi phối, thì lúc đó hãy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Quý vị thấy rõ không? Rõ cái tiến trình á, cái tiến trình là phải thấy rõ như vậy á. Bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không được, tại vì nó tức cái thằng đó quá, nó bây giờ là cứ ngồi ăn cũng nhớ tới cái thằng đó thôi, chứ không thể nào mà mình mà quên nó đi được, cho nên nó bị lôi đi, bị cái tâm mình nó cứ bị lôi đi, tức là bị một cái tham, bị một cái sân, bị một cái si gì đó, tức là nó bị cái tình trạng dưới này này, bị cái tình trạng vô minh ái dục, cái bản ngã mà nó đã tham sân si quá đi rồi. Cho nên nó là bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng nổi đó. Có người nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khó quá. Nhưng mà tại vì á, thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á là nó không có khó gì cả. Mà khó đó là bởi vì do cái tâm của mình á bị trói buộc vào một đối tượng nào đó. À, do đó Đức Phật ngài nói rằng là giới tình rồi tâm tình rồi cái gì thân tình gì á, cuối cùng chỉ để là vô thụ trước niết bàn thôi, tức là cuối cùng á là đừng có chấp vào đâu hết trơn là xong, cuối cùng đừng có chấp trước vào đâu hết á, đừng có bám trụ vào đâu hết á là xong. Thế nhưng mà bởi vì á do cái tình trạng tham sân si quá nặng
Cho nên á, bây giờ tham cũng bám trụ, sân cũng bám trụ, si cũng bám trụ, phải không? Do đó nó mới có cái giới định về chế định. Anh sân thì sân, nhưng mà cấm anh không được ra ngoài đường đập bậy. Sân anh cứ ngồi đó sân đi, nhưng mà không được ra ngoài đường đập bậy, tức là giới. Giới tức là giới hạn lại, giới hạn cái hành động đó, bên ngoài thô tháo bên ngoài lại. Còn cái tâm á, khi anh nổi sân lên á, thì bây giờ niệm Phật đi. À, niệm Phật, niệm hơi thở, à, niệm phòng xẹp gì đó, à, đại khái như vậy. Thì á, là để cho nó kéo cái tâm về. À, do đó nó mới đưa đến cái là giới định tuệ chế định. Như vậy á, thì giới định tuệ chế định vẫn dùng được, phải không? Giới định tuệ chế định cũng vẫn có lúc mình dùng nhé. Tức là khi nào đau bụng thì mình phải lo uống thuốc. Cho nên á, lúc nào cần niệm Phật thì cứ niệm Phật, lúc nào niệm hơi thở thì niệm hơi thở. Nhưng mà nên nhớ rằng là đừng có lệ thuộc vào chế định, cái mà phương tiện đó đi. Đừng có lệ thuộc vào phương tiện. Thí dụ như bây giờ cái chân mình bị trật chân, cho nên tạm thời là dùng cái nạng. Nhưng mà khi mà cái chân mình mà đi được rồi á, thậm chí là đi cũng vẫn chưa hoàn toàn, nhưng mà đã đi được rồi á thì bỏ nạng đi được. Chứ đừng có nói là để cho tôi đi hoàn toàn rồi tôi mới bỏ nạng, mà là thế mà đi được rồi á là bắt đầu bỏ nạng đi. Bây giờ đi cập khẽn cũng được, mà miễn là phải đi từ mình mới đi mới được. Khi mình bỏ cái nạng đi mà từ mình đi được rồi á thì nó mới là mới mau bình phục nhất. Mà bình phục là gì? Bình phục tức là trở lại tánh biết thấy pháp thôi. Đó là mình bị khập khiễng, mình bị tham sân si gì đó, cho nên bây giờ nó bị khập khiễng đi. Thì bây giờ mình tạm thời phải sử dụng tới một phương pháp như là niệm Phật, hay là để mà định, hay là giữ những cái giới luật gì đó. Thì cái giới định tuệ này, cái chế định này á, cũng là có cái hiệu quả của nó. Nhưng mà cái hiệu quả đó nó là để mà ổn định cái tục đế. Rồi mới phải là nhảy vào cái chân đế mới được, trở lại với cái chân đế. Phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở lại chân đế mới được. Chẳng phải là cứ kẹt vào cái mà giới định tuệ, giới chế định này hoài. Sở dĩ thầy nói như vậy á là bởi vì hiện nay chúng ta có rất nhiều người bị kẹt vào phương pháp thiền. Người thì kẹt vào phương pháp niệm thân, người thì kẹt vào phương pháp niệm thọ, người thì kẹt vào phương pháp niệm tâm, người thì kẹt vào phương pháp thiền công án, người thì kẹt vào phương pháp thiền định. Nói chung là tất cả các phương tiện mà mình kẹt vào đó thì chỉ là cũng vẫn là duy trì luân hồi sinh tử thôi. Tạm thời ổn định thì được, tạm thời ổn định thôi. Nhưng mà đã nói là tạm thời ổn định thì nó phải là xong rồi thì thôi. Chứ bây giờ có nhiều người là vô thiền định một cái rồi là cứ mê thiền định không bao giờ ra được nữa. Có người theo một cái phương pháp niệm thân rồi thì bây giờ cả đời không còn cách nào ra được nữa. Có người đã vô cái phương pháp niệm Phật rồi thì cả đời không bao giờ phục hồi lại được cái mà cái tự tánh thấy pháp được nữa. À, do đó đó, khi mình dùng một cái phương tiện chế định mà mình lệ thuộc vào phương tiện chế định thì vẫn coi như là mình tự giam giữ mình vào trong luân hồi sinh tử. Bây giờ quý vị có thể hỏi. Dạ thưa sư, nếu mà bóng tối là bản ngã, là khổ, và ánh sáng là niết bàn, là diệt đế, thì con phải tìm một cái cách nào để mà con chấp nhận cái bóng tối để mà con mới có được ánh sáng, như là Ngài đã dạy là đừng có trốn tránh đau khổ,
Tại vì đau khổ nó mới đem đến cái sự tu tập giác ngộ. Và nếu mà như vậy đó, thì để mà con chấp nhận được cái bản ngã của con đó, mà con không có muốn diệt nó đi đó, mà con cứ lờ lờ nó đi, thí dụ như vậy, nó hiện lên thì con cứ để cho nó hiện lên, nhưng mà con không có theo nó, con không có phản ứng theo nó, thì con phải dùng cái phương pháp nào? Thầy nói là giác ngộ đem đến tâm từ, thì có phải là con phải thay đổi cái khái niệm về tâm từ để mà con có thể con chấp nhận cái bản ngã của con, mà con đừng có đánh lộn với nó nhiều quá một cách quá cực khổ. Thì thầy đã chỉ đấy rồi đấy. Tức là ví dụ như bây giờ là có cái bản ngã, cái ảo tưởng bản ngã khởi lên, hay là đó là nhân, còn sau đó đó là mình phiền não khổ đau, đó là quả. Thế thì bây giờ nhân quả diễn biết, mà hệ nhân khởi lên thì mình thấy, mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà thấy. Nếu mà không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì phải thần trọng chú tâm quan sát mà thấy. thì thấy cái ngã sinh lên, mình thấy cái ngã, mà đau khổ thì mình thấy đau khổ, cứ vậy thôi. Tức là đối diện với cái thực đó gì nữa. Cái pháp này có thể là thực tại chân đế, mà pháp này vẫn có thể, đây là pháp á, bên này là pháp này. Đây là pháp. Thì pháp này có thể là niết bàn, là thực tại chân đế, mà pháp này có thể là tục đế, có thể là phiền não khổ đau. Pháp á. Tức là đây là pháp thực tại ở cái tánh biết đối với pháp. Nhưng mà tùy theo cái cách xử lý của tánh biết đối với pháp á, mà nó có niết bàn hay là có sinh tử. Nếu như sáng suốt định tĩnh trong lành thì đó là niết bàn. Nếu thần trọng chú tâm quan sát thì đó là niết bàn. Nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đó là niết bàn. Hoặc là tạm thời sử dụng cái phương tiện, các cái phương pháp, các phương tiện của giới định tuệ chế định để ổn định tục đế. Còn nếu như mà nó là tham sân si đó, thì nó đang là luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Thế bây giờ giả sử nó đang là luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau, thì mình chỉ có cách là mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy nó, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát để thấy nó, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy nó. Khi mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy nó, thì nó lại trở thành là thực tại chân đế. Có hiểu không? Có hiểu thầy nói không? Nó rất là rõ ràng rồi, chứ đâu có gì nữa. Tức là mình không sợ sinh tử, mà mình cũng có mong niết bàn. Mà bây giờ nó làm sao là mình cứ thấy vậy thôi. Bởi vì cái thấy là quan trọng, cho nên bữa đầu tiên là thầy giới thiệu cái từ Vipassana liền. Chẳng thôi nhiều người không hiểu Vipassana, cứ tưởng đó là một phương pháp tu hành gì đó. Vipassana là chỉ có việc thấy ra thôi. Bây giờ sinh tử thì cứ thấy sinh tử, khổ đau thì cứ thấy khổ đau, bản ngã thì cứ thấy bản ngã sinh thì thấy bản ngã sinh, bản ngã diệt thì thấy bản ngã diệt, cứ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cho nên là nếu như là có cái anh đó, anh hỏi là bực bội thì làm sao? Đó, bây giờ có nhiều cách đó. Bực bội á, thì anh có thể là dùng giới định tuệ chế định để mà trừ. Còn nếu mà anh mà trình độ chút nữa thì anh chánh niệm tỉnh giác là xong. Còn mà nếu mà trình độ chút nữa thì anh cứ là sáng suốt định tĩnh trong lành, rồi nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát thôi, chứ không cần làm gì cả. Dạ thưa con xin phép được hỏi thêm một hai câu nữa. Nếu mà sự giác ngộ đem đến, nếu mà một vị mà giác ngộ thì cái vị đó sẽ có tâm từ. Có thể nào có một người nào đó có tâm từ nhưng mà không có sự giác ngộ? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì của con. Vâng, ngang đó thôi. Hay là chuyện nào giải quyết chuyện đó thôi, chứ đừng.
Cái tâm từ đó, nó có hai loại tâm từ, cho nên cái lúc mà mình tu tâm từ đó thì nhiều người Phật tử không có nhận thức ra được, do đó dễ bị lạc vào một cái loại tâm từ bản ngã, tức là một cái loại tâm từ mà cái bản ngã là muốn là sở hữu một cái tâm từ, cho nên cái bản ngã đó cố rèn luyện thế nào đó để cho có tâm từ, thì cái tâm từ đó là cái tâm từ của bản ngã, cho nên cái vị đó vẫn có thể là có tâm từ nhưng mà không giác ngộ giải thoát. Hầu hết những cái người mà họ đắc được những cái thiền mà thiền định á, thì trong cái các cái đề mục thiền định nó có một cái đề mục thiền định về từ bi hỷ xã, cho nên á có thể là họ có được cái tâm từ bi hỷ xã, nhưng mà từ bi hỷ xã đó nó vẫn nằm trong tam giới, nó vẫn là bản ngã đó. Còn cái tâm từ của cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thì trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là mình nói ba yếu tố thôi, chứ thực ra đó trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó bây giờ mình nói yếu tố nào thêm cũng được hết. Ví dụ như mình nói là hiền lành chất phát, hay là mình nói là từ bi hỷ xả, hay là mình nói bất kỳ một cái đức tính tốt nào đó là đều có trong cái từ tánh sáng suốt định tĩnh trong lành này hết. Một người mà đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi á, thì người đó nó tự nhiên nó có tâm từ. Bởi vì sao? Cái chữ từ mà định nghĩa đúng nhất là không có sân, chẳng phải là thương yêu ai hết trơn á. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây mà cái tâm thầy đối với mọi người đây á, là không có sân với ai hết trơn á, thì tức là tâm từ rồi, chẳng phải là buộc lòng thầy phải thương người này thương người kia mới là tâm từ. À, cho nên á, người ta lại rèn luyện cái tâm từ bằng cách là người ta hướng cái tình thương đến một người nào đó. Thì cái tâm từ đó là tâm từ hữu ngã. Còn cái tâm từ mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành là nó từ đầu nó là, mà cái tâm từ mà của cái sáng suốt định tĩnh trong lành á, là cái tâm từ đó mới thực sự là vô lượng, bởi vì nó không giới hạn ở đấy, nơi đâu không giới hạn nơi ai hết đấy. Tiếp câu tiếp. Con có cần phải tìm hiểu tại sao Đức Phật khi ngài không thiết pháp thì ngài lại thích nghe pháp của các đệ tử của ngài? Thực ra đó, cái đó là một cái chuyện rất bình thường. Thí dụ như là bây giờ thầy giữ cái mục hỏi đáp ở trong cái trang web đó, trung tâm Hộ Tông đó, thì có khi thì thầy là ai hỏi cái gì đó thì thầy giảng giải cho họ nghe, nhưng mà cũng có đôi lúc có những người họ trình bày cái thấy biết của họ cho thầy nghe, và thầy thấy rằng cái thấy biết của họ là đúng với cái chân lý, thầy cũng hoan hỷ. Do đó đó, cái chuyện mà trình bày ra cái sự thật á, nó không phải là độc quyền. Cái chỗ đó là một cái chỗ khác biệt của Đức Phật với là các vị giáo chủ khác. Cái người giác ngộ rồi á, thì cái người đệ tử vẫn nói giống như thầy thôi. Cho nên người đệ tử nói thầy nghe vẫn vui, người thầy nói đệ tử nghe vẫn vui, chứ không có cái chuyện là độc quyền cái giáo pháp đó là của tôi nói cho không được, mấy người cũng đừng nói nghe, không phải như vậy. Cho nên á là Đức Phật ngài vẫn ngồi nghe các vị đệ tử thuyết pháp như thường, bởi vì mấy người đệ tử họ thấy họ biết đúng sự thật, họ trình bày ra sự thật. Nên nhớ rằng nó có một chuyện thế này, ví dụ như bây giờ trên nguyên lý thầy hiểu hết tất cả cái lý do vì sao mà luân hồi sinh tử, vì sao mà là giác ngộ giải thoát gì đó thầy thấy, nhưng mà qua cái trải nghiệm á thì có những trải nghiệm thầy không biết. Ở đây chúng ta giống như là một cái vườn hoa đó, có thể thầy là một cái hoa sa la, và bây giờ vì thầy thấy ra được mình cho nên thầy mới trình bày, thì thấy ra được mình như vậy. Còn những cái hoa cúc, hoa lài, hoa súng, hoa sen, hoa gì đó xung quanh này á, thì đều có cái đời sống riêng của họ hết, phải không?
nguyên lý giác ngộ là trở về với mình, trọn vẹn với mình thì không còn có luân hồi sinh tử. Nhưng mà cái anh hoa sen á, anh nói hoa sen nó như thế này đấy, thì cái hoa sa la này vẫn nghe vẫn thấy hay. À, thấy hay chứ, bởi vì mình đâu có trải nghiệm trường đó đâu mình biết. Nhưng mà nguyên lý thì được. Ví dụ như bây giờ có một người bị bệnh gì đó, thầy cũng bị bệnh đó, nhưng mà thầy vẫn nói được. Bây giờ con cứ bệnh thì con cứ là vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thì không sao hết. Nói vậy thôi. Mà nếu người đó bệnh mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì người đó không thấy khổ gì hết, thì nguyên lý là đúng. À, cho nên bây giờ cái người đó mình kể ra rằng á, à, khi mà con nghe thầy nói là mà con sáng suốt định tĩnh trong lành thì đúng là những cơn đau nó lên cực kỳ khó chịu, nhưng mà tâm con nó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì đúng là con không thấy khổ gì hết. À, thì mình hiểu rất hoan hỷ, phải không? Thầy cũng hoan hỷ chứ. Cho nên á, cái chuyện mà Phật chia sẻ, cái chuyện mà những cái vị khác nói lên cái chân lý, nói lên cái sự thật, có những cái điều mà vì đó trải nghiệm, vì đó thấy ra, thì Đức Phật vẫn chia sẻ như thế. Chứ đâu phải Đức Phật là cái người mà nói là ta không cần nghe nữa, bởi vì ta biết hết rồi, ta không cần nghe mấy chuyện đó, không phải như vậy. Hơn nữa bữa hôm trước thầy có nói đó, mình nói là mình thường có cái kết luận và kinh nghiệm, khái niệm, quan niệm hóa, cho nên bây giờ mình cứ tưởng là cái gì mình cũng biết. Còn Đức Phật là khác, Đức Phật là hoàn toàn trống rỗng. Đừng có tưởng là trong Đức Phật là bây giờ một bồ kinh điển trống, không có đâu. Tại vì cái tâm ngài trống rỗng, nhưng mà ứng đâu là ra đó liền, ứng đâu là ra đó. Chẳng phải là trong này nó có sẵn đầy cả một cái bao, một cái kinh điển rồi, ngôn ngữ rồi, trong này nó đầy rồi, bây giờ gặp ai cũng lôi ra để nói cho người ta, không phải vậy. Mà nó phải tùy cảm như ứng, đó là tự nhiên ai hỏi ra là tự nhiên nó ứng ra, còn không là nó hoàn toàn là nó rộng, trống rộng. Nó phải có duyên nó mới ứng. Do đó Đức Phật ngài nói là trong cái giáo pháp Đức Phật là có một cái điều, một cái điều này mình thấy cũng có lý, là có ai thỉnh thuyết pháp mới nói. Nhưng mà bây giờ trong này mình trống rộng, không biết ngồi nói cái gì, mà người ta hỏi lên cái nói liền. À, cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là phải có thỉnh. Nên thường thường mà có cái lễ mà gọi là thỉnh pháp sư là vậy đó. Tức là mời một vị pháp sư lên rồi ấy, là phải ngồi dưới này đọc cái bài thỉnh pháp sư, rồi khi đó mới thuyết được. Tức là nó phải có lý do gì chứ tự nhiên lên đi nói. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Dạ, thầy cho con xin phép hỏi câu này cũng hơi ngớ ngẩn. Như trong quá trình con nghe thầy giảng thì định tĩnh trong lành, định tĩnh là sáng suốt. Giả dụ như trong một bữa cơm đi, mình với cái tinh thần là trong lành, định tĩnh, sáng suốt, vậy lúc đó mình ăn cơm hoặc ăn miếng thức ăn gì mình biết ngon dở vậy thầy? lúc đó là sẽ biết ngon dở là hơn bất kỳ người nào ngồi trong bữa ăn đó. Tức là cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á sẽ biết ngon dở là hơn bất kỳ người nào ngồi trong bữa ăn đó. Bởi vì ví dụ như thế này, trong bữa ăn này ví dụ như có ba người, một người thì đáng vui mừng một cái chuyện gì đó, cho nên bây giờ ăn á là ăn vậy thôi, chứ còn là cứ nghĩ cái chuyện vui mừng đó thôi. Còn một cái người thì đáng là sầu khổ một chuyện gì đó, bây giờ ăn rồi là chỉ có biết sầu khổ thôi, chứ đâu có biết ngon dở gì đâu, không biết ngon dở gì hết. Chỉ có cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á là nó mặn một chút là biết liền. Nó cay một chút là biết liền, nó biết cái vị cay nó như thế nào. Nhưng mà nhớ một điều như thế này, cái ngon dở là cái ngon dở của cái thực tánh pháp, chứ không phải là cái ngon dở của quan niệm. Đã xen cái quan niệm vào rồi đó thì cái ngon dở đó là ngon dở theo ý mình. Thí dụ như thế này, bà vợ thì bữa nào cũng nấu ăn giống nhau, mà bữa mình mà đã ghét bà vợ rồi là dòm lên ăn thấy ăn dở nó mà bữa nào mà thương bà vợ chú thì thấy món nấu ăn rất là ngon,
Như vậy cái ngon dở đó là cái ngon dở của cái quan niệm là nó khác. Còn cái ngon dở thực á là chính cái người sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy rõ nhất. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi câu thứ hai nữa này hết rồi. Dạ con hỏi là ví dụ như từ 18 giới mình bắt đầu tâm bắt đầu chuyển biến từ sắc thọ tưởng tới chuyển hành. Nếu cái hành mình bị chững lại chỗ đó, có cái ta chỗ đó thì tạo tác. Thì vậy thì mình kết luận rằng là trong 18 giới khi mình sắc với thọ với tưởng á, thì lúc đó từ sắc thọ tưởng lui lại á, là lúc đó là mình chưa có cái ta ở trong đó. Vì vậy khi mà mình thấy một người có sắc đẹp đi, mình cho là đẹp, rồi mình có cảm thọ nổi lên là mình thấy vui sướng khi gặp người người nó có cái sắc đẹp đó, rồi bắt đầu tưởng mình nổi lên nữa là tưởng sẽ cưới cô ta làm vợ vân vân, thì thưa thầy dừng lại cái chỗ đó, lúc đó con dừng lại chỗ đó con không có hành nữa. Thì thưa thầy, thì ngay tại chỗ hành đó con không có hoạt động nữa thì liệu tạo tác như không? Dạ dạ con xin hết á. câu hỏi đó rất hay. Thực ra đó, anh nghe cho rõ nghe, thực ra là như thế này, không phải là tới khâu hành, mặc dù mình nói là tới khâu hành là cái khâu mà nó tạo tác, nó mới thực sự là tạo tác, nhưng mà cái bản ngã đó có khi nó đã khởi lên ngay từ lúc sắc. Tức là mắt của ta anh nhìn cái gì đó thì cái mà mình nhìn đó là cũng của ta. Tức là khi mà có cái ta rồi đó thì cái thấy và cái được thấy gọi là năng sở, tức là có năng sở, tức là có ta và của ta. Ngay từ cái khâu sắc á nó đã có ta của ta trong rồi. À mà chính vì cái mà có ta và của ta đó, đó cho nên cảm thọ nó sẽ khác. Nghe cho kỹ cái này là tại vì khi thầy nói là thầy nói khâu hành đó là cái khâu mà nó có tạo tác rồi. À thì đúng là mình tu là tu ngay nơi khâu hành đó, nhưng mà nó sẽ đi đến để trở lại gốc là từ nơi cái ta, từ nơi cái sắc á nó đã có ta rồi. Cái ảo tưởng của cái ta nó đã nằm trong cái sắc đó. Thì á khi mình nói là tôi thấy có nghĩa là mắt tôi và cái mà tôi thấy là nó thuộc về cái ta trong đó rồi. Mà khi mà nó đã thuộc về cái ta rồi á thì lúc đó cảm thọ nó sẽ thay đổi tùy theo cái ta đó, cái cảm thọ. Bởi vì á cái cảm thọ nó không thực, cho nên tại sao mà nói niệm thọ. Niệm thọ, mục đích của niệm thọ không phải là để tìm thì có thọ gì, mà mục đích của niệm thọ là khi có thọ gì mình trả nó lại đúng cái bản chất thực của nó. Khi nào mình có cái cảm thọ thì mình phải nhận thức cái cảm thọ đó đúng như nó là thôi, chứ không phải không thêm bớt theo cái quan niệm của bản ngã. À cho nên bữa thầy mình lấy có một cái ví dụ như thế này đi, là hôm trước thầy có cái ví dụ nên này mà thầy cứ hay lặp lại ví dụ này là vì ví dụ này nó dễ hiểu. Mình đi ngoài đường có một người đánh vào vai mình, và khi cái người đó đánh vào vai á thì cái đánh đó đó nó có một cái cường độ nhất định. Ví dụ như bây giờ cường độ đó là 500 gram, ví dụ như vậy đi. Nhưng khi mình nhìn lui mình thấy cái người mà đánh mình đó là một kẻ thù không đời trời chung, thì lúc đó nó là cái mà 500 gram đó nó trở nên là rất khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lui một thấy là một cái người bạn, một người mình thương yêu gì đó, thì cái đánh đó nó sao nó dễ chịu quá vậy. Như vậy cái cảm thọ đó nó không thực, phải không? Cảm thọ nó bị cái ta xen vào và bóp méo nó đi. Thay vì nó chỉ là một cái đánh, hay là nói như thế này cho dễ hiểu hơn chút nữa. Ví dụ chích thuốc,
cái người y tá cầm cái ống chích mới giấm là mình thấy đau rồi. mới đưa vậy thôi mình thấy đau rồi, mà đâu đã chết vô đâu. Thế rồi á, là cái người đó nó họ có một thao tác là rất là giỏi, cho nên nó họ trong cái khi mà họ xoa cái ăn côn vào đó thì họ vỗ cái thao đó, mà trong khi họ vỗ đó cho cái kim vô luôn, mình chẳng thấy đau gì hết, nó chích xong rồi mình chẳng thấy đau gì hết. Tức là cái cảm giác thực á là nó không đau, mà cái cảm giác ảo của bạn của cái ta nhân ra đó thì nó lại đau, mà nhân ra khi nó chưa có cái đau mới chết chứ. Do đó đó, trong cả trong cái khâu sắc, khâu thọ, khâu tượng, mà nếu đã xen cái bản ngã vào rồi thì nó vẫn sai luôn. Nhưng mà nếu mà nó dừng lại ngang đó thì cũng còn đỡ, phải không? Tức là nó chưa có tạo tác gì cả. Còn nếu mà bây giờ nó thêm vô cái phản ứng của cái nội tâm, ví dụ trong đó mình nội sân lên, tức là nói về tâm á, mình nội tâm sân lên, nội tham lên, hay là oán thù cái gì đó, thì lúc đó đó là đã bắt đầu cái khâu của hành rồi. Rồi sau đó nó là mình lại hành động, biểu hiện ra hành động cụ thể, ví dụ như đánh đập người ta hoặc là chửi mắng gì đó, thì lúc đó nó trở thành hành động rồi. Khi hành động nó ra rồi một cái thì nó đã đưa ra rồi, cho nên á bị cái phản ứng của bên kia rồi lại. Tức là nếu mà nó vẫn còn dự kiến trong này á thì may ra nó còn chưa, bên kia chưa phát hiện thì nó còn đỡ, còn bên kia nó phát hiện ra rồi á, nó phản ứng lại thì lúc đó mình lãnh đủ thôi. Do đó nếu như mình dừng lại được nơi khâu hành thì rất tốt. Nhưng mà từ nơi chỗ mà dừng lại nơi khâu hành cho đến khi mà mình phát hiện ra được cái bản ngã ngay từ trong cái sắc á, tức là sắc của ta, cho nên Đức Phật ngài mới hỏi cái vị mà bệnh á, sắc là thường hay vô thường, sắc là khổ hay là lạc, sắc là ngã hay là vô ngã. Thì khi mà vị đó trả lời sắc thọ tượng hình thức đâu đó rồi á, thì vị đó đắc quả A-la-hán luôn, tức là cũng là lột ra khỏi cái sắc thọ tượng hình thức đó, cái ta ảo tượng. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện thô đó thì lúc đầu là mình phải điều chỉnh cái hành nó lại, tức là khi kia là cái hành ác thì bây giờ mình làm cái hành thiện cái này nè, cái đó là chế định đó nè, tức là lúc đầu ác cho nên nó sinh ra những cái hậu quả tồi tệ, bây giờ đổi lại thiền cho nó cái hiệu quả nó dịu đi một chút. Rồi sau đó đó, khi mà nhận thức đúng rồi đó thì chỉ có hành động chứ không còn là thiền cái ác nữa, tức là khi mà đã thoát khỏi ra cái bản ngã hoàn toàn rồi đó, thì chỉ có hành động đúng tốt thôi, chứ không còn cái gì là thiền hay là bất thiền hay là cái gì nữa cả. Rồi bây giờ hết giờ. Tuần sau mình sẽ còn một buổi nữa. Y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ca yô y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nàng ôn tu su khi ta ôn tu nhà ta yon. Nam mô tát sa pa ga va tu a ra do sa ma ca sa. Nam mô tát sa pa ga va tu Sama Sambuan Jasa Namo Tai Sapagavadom Sama Sambuan Jasa. Hôm nay là cái buổi cuối, tại vì thường là mấy khóa là khóa nào cũng 7 ngày cả. Nhưng mà cái lần này á thì
các cái chủ nhật tiếp theo đây là đều bị lễ dân y. Do đó Phật tử thì cũng có nhiều người đi dân y, chư tăng thì cũng là đi bằng đi dân y chỗ này chỗ kia. Do đó mà suốt cái tháng mà dân y đó thì không thể tổ chức lớp học được. Và không biết rằng là sau đó thì nếu như không có gì trở ngại á, thì là tháng 12 thầy lại đi Úc. Do đó có thể từ đây tới Tết là thì không, không có mở lại. Cho nên bữa hôm nay á, là đó là cái ngày cuối của cái khóa 8, và cũng có thể là ngày cuối của năm 2011. Thì hôm nay á, thầy sẽ đề cập đến một cái rất là quan trọng ở trong cái tu tập á. Thì hai cái yếu tố mà định và tuệ là rất là khó xử lý trong cái việc hành thiền. Mà hầu hết những cái người mà khi nói đến chuyện hành thiền thì lại là cứ ai cũng nghĩ đến là để mà ổn định cái tâm, tức là có cái khuynh hướng thiền định nhiều hơn. Rồi lại có một khuynh hướng khác là khuynh hướng là có những người thì thấy là định nó rất khó, định nó đòi hỏi phải có cái điều kiện cái nơi chốn, rồi cái điều kiện cái pháp môn, tức là cái phương pháp, rồi điều kiện phải có cái vị thầy hướng dẫn đàng hoàng, nếu không là tẩu hỏa nhập ma. Do đó đó thiền định đó là rất là khó. Nhưng mà đa phần á thì lại là có khuynh hướng thích thiền định. Về sau này á thì có một khuynh hướng thứ hai, đó là khuynh hướng không thích thiền định mà chỉ đi theo thiền tuệ thôi. Nhưng mà theo thầy đó là cả hai cái khuynh hướng này đều là sai. Bởi vì nếu mà đúng á là trong thiền tuệ là đã có thiền định, mà thiền định trong Phật giáo đó thì phải là có thiền tuệ. Cho nếu mà thiền định không á mà không có thiền tuệ đó thì sẽ lạc vào thiền ngoại đạo liền. Vì định đó là nhiều cái trường phái định lắm, ví dụ như yoga hay là khí công thì nó cũng là định, dựa trên định hết. Mà định á thì nó là thuộc về cái định luật tâm. Do đó tất cả định luật tâm á thì nó diễn ra giống nhau, nó chỉ có khác là khác ở trên cái mục đích của cái định tuệ đó, hay là do cái sự mà thông suốt về cái định tuệ đó như thế nào đó. Còn một khuynh hướng thứ ba nữa, đó là khuynh hướng định và tuệ tu chung với nhau, tức là định tuệ đồng tu. Nhưng mà cả ba điều này á thì thầy vẫn thấy là sai. Không phải là mình tu định, cũng phải là mình tu tuệ, cũng phải là mình kết hợp cả định và tuệ, mà sự kết hợp đó, đó là sự kết hợp nó sẵn có trong tâm. Mình phải biết cách cái tâm, để cái tâm như thế nào để cho cái định tuệ nó từ phát huy thì mới được. Còn nếu mà mình cứ làm cái định một chút rồi nó quá định đi, rồi mình lại là chuyển qua tuệ, tuệ nó cũng quá đi rồi chuyển qua định, thì đều là một cái sai lầm rất là lớn. Và để mình thấy ta cười như thế này này, tức là có một Phật tử hồi thầy giảng một cái khóa, mà khóa đó là có 6 có 7 gì đó không biết đó, mà là giảng ở Đà Nẵng. Thì khi thầy về Sài Gòn rồi á thì có một người Phật tử là email cho thầy, hay là hỏi trong vấn đáp gì đó, tức là hỏi thầy là con là mất ngủ một thời gian rất là lâu, nhưng mà không biết tại sao mà khi nghe thầy giảng á là từ đó là ngủ lại rất là tốt, tức là đi nghe giảng rồi thì về ngủ rất tốt.
Sở dĩ mà thầy nói cái điều này là bởi vì nó có một cái ngược lại. Ngược lại có một cái cầu Phật tử thì là cậu lại nói rằng á, con theo cái chánh niệm tỉnh giác của thầy á, hồi trước là con nằm cái là ngủ liền à, mà bây giờ con ngủ không được, càng ngày càng con ngủ không được, và bây giờ không biết làm sao mà thu hồi lại được. Biết làm sao mà thu hồi lại, bởi vì nó bây giờ nó căng quá rồi. À thì điều này á, để cho mình thấy là do mình đã sử dụng cái định tuệ không đúng mức. Tuệ mà quá đó, tức là mình tỉnh giác, mà tỉnh giác quá độ đi á, mà khi mà mình nói tỉnh giác quá độ đó là đã có bản ngã xen vào rồi. Có bản ngã xen vào rồi cho nên là mới là cố gắng để mà tỉnh giác quá độ. Khi mà tỉnh giác quá độ thì nó căng thẳng. Căng thẳng cho nên là ngủ không được là phải rồi. Cho nên cái tỉnh giác này là một cái tỉnh giác nó tự động, chứ không phải là cái tỉnh giác mà mình cố gắng để mà tỉnh giác thế này thế kia là sai. Do đó đó, hôm nay là thầy trình bày lại cái chuyện mà định mà tuệ đó. Cái khi mà trong thất giác chi á, là có chia ra làm hai phần á, là để chính cái thất giác chi, cái mục đích của thất giác chi á, là để điều hòa lại cái định và tuệ này. Tức là khi một cái người mà cái tâm nó quá tuệ quá, nó đâm ra căng thẳng, tức là cứ tỉnh giác, cứ chánh niệm tỉnh giác, mà tỉnh giác theo cái kiểu là cái nỗ lực của bản ngã, cho nên á là cố gắng để mà quan sát, cố gắng để mà tìm tòi gì đó, cho nên á là đâm ra nó trở thành căng thẳng. Thì khi mà căng thẳng như vậy á, thì cái cách mà để lấy thăng bằng lại đó là phải buông xả. Khi buông xả thì tâm nó sẽ ổn định lại. Ngược lại, khi một cái người mà nó tâm là cứ hễ mà ngồi vào thiền một cái thì bắt đầu nó sinh ra những cái ấn chứng của thiền định, rồi nó định lại, làm cho cái trí tuệ nó mất đáng nhạy đi, là cái tâm nó ổn định lại quá đi á, làm cho nó không còn đáng nhạy nữa. Nhớ rằng á là khi mà định á thì cái yếu tố tượng á là nó xen vào rất là lớn. Bởi vì á, tất cả những cái định mà muốn đắc được định này định kia đó thì đều phải qua tượng. Đầu tiên mà biến một cái đối tượng trở thành ra quan tướng là đã phải tướng rồi. Cho nên á, trong thiền định á, là tướng rất nhiều. Do cái tượng đó mà làm cho cái trí tuệ không thể phát sinh được. Vì vậy cho nên á, là nói một cách tổng quát là khi một cái người nào mà nó bị rơi vào định nhiều quá đó thì phải là tỉnh thức lên, phải quan sát mọi chuyện cho thật rõ ràng, gọi là trạch pháp, tức là mình phải quan sát mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà ngược lại, khi mà cái người mà cái quan sát mà nó quá căng thẳng á, bây giờ nó trở thành nó thức, nó ngủ không được nữa, thì người đó là phải buông xả ra. Buông xả ra thì nó là thư thái này, buông xả này, và nó ổn định. Thành ra bên cái phía mà đối trị lại với cái hưng phấn quá đó thì mình phải là thư thái, buông xả và ổn định. Còn bên cái phía mà định quá đó thì mình phải là trạch pháp, tinh tấn và phấn chấn lên, phấn khởi lên. Đó là cái cách để mà điều hòa lại cái định và tuệ. Thì hôm nay á, thầy sẽ trình bày sâu hơn một chút về định và tuệ. Cái định á, nó có nhiều cái loại định. Thường thường á thì chúng ta thường nghe nói đến bốn cái loại định trước thôi, chứ không có ít ai nói tới cái loại định thứ năm. Thì á, bản thân thầy á, thì thầy lại là
là trải nghiệm được cái định thứ năm đó. Cho nên thầy cứ băn khoăn hoài là không biết là tại sao mà tại sao là trong kinh là nói đến thiền định là không nói tới cái loại định này. Thì vô tình thầy lật trong kinh để mà kiếm một cái trường khác, kiếm một cái từ khác, thì nó lại ra cái định này. Ra cái định này thì đúng y như là cái định mà thầy diễn tả. Thầy rất mừng, cho nên thầy mới thêm vô trong cái thiền định đó là cái định thứ năm. Chứ thường thường người ta nói định là nó tới Appana Samadhi là hết rồi. Cái định thứ nhất á, gọi là Sát Na định. Định thứ hai á, gọi là Cần Hành định hay là Cần định. Thứ ba là Nhất Thời định. Thứ tư là An Trị định. Thứ năm á, là Tĩnh Lặng định. Nó cấm có năm loại định. Cái định thứ nhất á, là cái định đó nó là khi mà mình mà tâm mình mà rỗng lặng trong sáng á, thì tự động cái định đó nó xuất hiện. Thì cái định đó mình không luyện tập được. Tức là khi tâm mình rỗng lặng trong sáng á, thì cái định đó đó là nó gọi là Sát Na định. Tức là cái định này á là nó rất nhanh. Cái định này nó cái thời gian mà cái thời gian sát na là cái thời gian nó rất nhanh. Do đó đó là cái biến chuyển của một cái tâm á là nó trải qua những cái sát na. Do đó khi mà nói là định sát na đó là cái định đó là cái định rất nhanh. Thì cái định rất nhanh này á nó mới bắt kịp cái đối tượng mà của thiền tuệ. Còn nếu mà nếu là cái định an trí á, trong này có một cái định. Một cái định này là định vừa cao nhất mà cũng là vừa là tai họa nhất. Đó là định an trí. Tức là cái định này á là nó nhanh, rất là nhanh. Do đó cái pháp nó xẹt qua một cái thì là cái định đó cũng đủ để đi kèm theo với tuệ. Vì định với tuệ là luôn luôn nó phải đi đôi với nhau. Cho nên á cái chữ tuệ đó như ngài Kim Triệu đó, ngài có cái pháp danh là Khipa Panyo. Thì Khipa Panyo nghĩa là cái tuệ nó nhanh, rất là nhanh, nó xẹt một cái là xong, chứ không phải là tuệ là cái mà nó cứ từ từ là không được. Tuệ là bỗng nhiên một cái, có khi là bỗng nhiên một cái. Ví dụ như trong thiền ấy, người ta nói là đi rồi đạp nhầm một cái viên sỏi đó nó bắn vô trong cái trúc, nó kêu cái cốc, cái là vì đó ngộ. Tức là một cái gì đó mà nó tác động một cái thì nó bừng sáng ra. Cái tuệ đó nó đi kèm với cái định sát na. Cho cái định khác là không có xen vô đó được. Bởi vì trong giới định tuệ là ba yếu tố nó phải đi kèm với nhau, không có tách rời nhau được. Trong cái giới định tuệ á, cho nên hễ tuệ thấy thì trong đó đã có định, có giới rồi. Nhưng mà bữa trước thầy đã nói rồi, cái giới định tuệ này là giới định tuệ từ tánh, chứ không phải giới định tuệ mà mình ngồi mình rèn luyện mà ra. Nó là từ tánh nó mới ra được, chứ còn mình rèn luyện thì nó trật hết à, nó không đúng vào đâu hết á. Cái thứ hai á là cần định, tức là cái tâm nó ổn định đến một cái mức là nó yên lại được rồi. Nhưng mà có cái gì một cái là nó lại mất. Tâm nó mình ngồi mình cố gắng mình yên ổn rồi định nó yên rồi thấy rằng có vẻ yên là tốt rồi, thì tự nhiên là có cái chuyện gì một cái là nó bật ra. Chứ không thể nào mà mình định hẳn lại được, không thể ngồi định hẳn lại được, thì cái đó gọi là upachara, tức là cần hành định. Tức là nó cứ tới ngang, nó gần vô định cái á là nó bật ra lại. Cứ gần vô định cái là bật ra lại. Thì thường thường á, ví dụ như nhiều người họ niệm Phật
Thì thường thường niệm Phật á, là tại vì nó còn một cái niệm, do đó đó nó không vô định an chỉ, mà nó chỉ tới định cần hành. Thì cái định cần hành á mình mới gọi là nhất niệm. Nhất niệm nó mới khác với nhất tâm. Nhất niệm tức là còn lại một niệm, còn nhất tâm á là cái tâm nó hoàn toàn là đứng yên. Thì cái nhất tâm là ở cái chỗ mà Appana Samadhi này, tức là định an chỉ á. Cái thứ ba đó là cái định nhất thời. Định nhất thời tức là có những cái lúc mà mình ngồi yên và tự động nó ổn định lại. Tự động nó ổn định, mình không thiền định gì hết, mình cứ ngồi tự nhiên vậy thôi mà tự nhiên nó ổn định lại hoàn toàn. Tức là nó đúng vào cái lúc cái tâm của mình này hợp với cái cơ thể của mình này, hợp với những điều kiện xung quanh này, thì tự động á là nó định lại. Cho nên á nó là nhất thời thôi. Chứ còn á là có khi muốn làm lại như vậy cũng không được. Tức là nhất thời nó đến nó định lại, mai mốt mình nói hay quá bữa này mình định được, mai mốt mình làm lại, nhưng mà làm lại không được. Làm không được vì lúc đó nó đủ cái điều kiện của cái tâm, điều kiện của cái thân và cái điều kiện của cái hoàn cảnh xung quanh là thì là tự động nó định lại. Thành ra cái định đó là cái định nhất thời định. Còn cái định an chỉ là sau khi nó đến được cái định cần hành rồi á, thì cái người đó vẫn tiếp tục một thời gian thì sẽ là nhập vào định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó, thì gọi là định an chỉ, tức là khi nào á phải qua khỏi cái cần hành định rồi nhập vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì lúc đó mới là gọi là định an chỉ. Thế nhưng mà bốn cái định tên á, bốn cái định tên này á thì nó lại khác với cái định thứ năm rất xa. Và cái định thứ năm này á là cái định mà thầy muốn nói đến, mà cái định thứ năm này mới thật sự là cái định riêng của Phật giáo. Chứ còn á là các cái tôn giáo khác á là đa phần á là cao lắm là đạt được cái định an chỉ mà thôi. Cho nên á các cái người mà các cái đạo khác người ta có thể nhập thiền định và thậm chí người ta có thần thông. Nhưng mà cái thiền định và thần thông đó nó vẫn chưa phải là cái mà giúp cho giác ngộ giải thoát được. Cái đôi lúc á nó càng định chừng nào á thì nó lại càng mất cái sự bén nhạy, như hồi nãy thầy nói đó, nó sẽ mất sự bén nhạy đi. Cho nên nó lại ra cái chuyện gì nó xảy ra cái là mình hiểu liền. Lại cái chuyện gì xảy ra cái là mình ứng phó liền lập tức. Thế mà cái tâm mình nó cứ định mà cứ muốn yên yên đó thôi. Do đó mà mình cứ giữ cái yên yên đó mà không có ứng phó kịp thời với một cái chuyện mà nó biến chuyển rất là mau lẹ. Thì nó mới đưa đến cái định cuối cùng này á. Cái định này á là vô tình thầy mới đọc được cái đoạn văn này. Thì thầy chép cái đoạn văn này ra. Cái đoạn văn đó là đoạn văn định nghĩa cái định tĩnh lặng này. Trong Trường Bộ Kinh 3 trang 278. Ajang là này, Samadhi là định này. Định này Santo là tịch tịnh. Panito là vi diệu. Pati Pasatlatho thì cho nên thầy mới dùng cái từ này để vào đây. Là thành ra là định tĩnh lặng là đạt được sự tĩnh lặng. Eco Favo là nhất tính. Chữ Phava là tính. Thành Eco Favo là nhất tính. Athigato có nghĩa là chứng được nhất tính. Nacha Sankhara tức là hữu vi, tức là không có hữu vi, có nghĩa là vô vi không có tạo tác. Nick là không, tức là không có một cái đối kháng nào. Tức là cái định đó ví dụ như thế này, bây giờ mình mà nhập vô cái định cao nhất
là Appana Samadhi đó vẫn có thể bị đối phá. Ví dụ khi mình nhập vào đền đó mà có một cái gì nó phá mình đó, ví dụ như là nhập vào sơ thiền thì vẫn có thể bị tiếng ồn là làm cho mình ra khỏi sơ thiền. Tứ thiền cũng vậy, nói chung là bất cứ cái thiền định nào cũng đều có cái đối trị lại nó hết đó. Nó có cái đối kháng lại, tức là nó đối kháng với một cái trạng thái bên ngoài và đồng thời là có một cái trạng thái bên ngoài là đối kháng lại với nó. Nhưng mà cái định này là không có đối kháng. Nikkeha là không có đối kháng. Và vô ngại, tức là vô đối, vô ngại. Vô vi, vô đối, vô ngại. Nghĩa là cái định này là như thế này, là mình vẫn bình thường vậy thôi, nhưng mà cái tâm hoàn toàn ổn định. Cái định này là được Đức Phật sử dụng cái khi mà mình đọc trong kinh bài Ba Hung á, bài Ba Hung mà cái đoạn mà nói về nàng Chính Cha đó mà đến hại đó, thì Đức Phật á là dùng Santi là Santi, tức là Santo đó này, tức là cái định này á nó có cái yếu tính của nó là Santi. Thì cái Đức Phật ngài dùng cái định tĩnh lặng này, tức là ngài vẫn ngồi, bà kia bà vẫn là vu khống ngài, bà nói đủ thứ, ngài vẫn ngồi tỉnh bơ, chẳng phải là ngài nhập định. Nếu mà lúc đó ngài nhập vô cái định mà cao nhất á thì cũng vẫn là không được, bởi vì lúc đó đâu nghe bà nói gì. Bên này vẫn nghe bà nói, vẫn nghe bà vu khống đủ thứ mà ngài vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Cho nên á, cái định này á là cái định mà tịch tịnh vi diệu, tĩnh lặng nhất tánh, vô vi vô đối vô ngại. Đó, cái định này mới là thực sự là cái định mà của Phật giáo này. Thế nhưng mà bởi vì mình á từ trước đến giờ mà hễ mà nghe nói tới thiền định cả là mình bắt đầu là cố gắng để làm sao mà để đạt được cái định an chỉ. Nhưng mà cái định an chỉ nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như là ông Đề Bà Đạt Đa, ông có đắc thiền định rất là cao và có cả thần thông nữa, nhưng mà ông tâm ác nó vẫn cứ ác, ông vẫn cứ muốn là tranh với Đức Phật để làm Phật. Nhưng mà Phật là giác ngộ chứ đâu phải là một cái địa vị mà tranh. Thế mà ông vẫn là cố gắng để mà tranh với Phật để mà được làm giáo chủ. Thì đôi lúc á, cái thiền định cái thứ tư này á nó rất là cao, nhưng mà cái định cao này đôi lúc là phát sinh ra ngã mạn, sinh ra tội lỗi nhiều hơn. Thí dụ như là mình chưa biết được hết được cái pháp nó đến với mình. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái trở ngại đó nó đến, nó làm cho mình bực tức, mình khó chịu, mình là bị vu khống hay bị cái gì đó. Thì nếu mà mình bình thường á thì thôi, mình bên đó nó đông quá thôi, mình chịu thua cho rồi, thôi vô trong nhà trốn đi thì chẳng thà vậy còn đỡ hơn, như vậy đỡ gây tội đó. Thì bây giờ vô trong nhà cũng ngồi buồn thì buồn một mình thôi. Còn nếu như mà giả sử lúc đó mình có thần thông á, là thế nào là mấy cái người mà phá mình đây là thế nào cũng lãnh đủ à. Phải không? Đó. Cho nên á, cái thần thông đó nó sẽ là rất là nguy hại. Mà trong lúc đó mình á lại là do mình rèn luyện cho nên nó có. Mà rèn luyện nó có, tức là cái đó không phải là tự tánh mà có, mà cái rèn luyện có đó là do bản ngã tạo ra. Thì như vậy á, khi mình đắc được những cái định đó thì cái bản ngã của mình càng cao thêm. Cho nên á, cái con đường mà của ngoại đạo đó là con đường mà để mà làm cho cái tiểu ngã trở thành đại ngã bằng cách là đi theo con đường thiền định. Có thể là thế này, cái sát na định á là cái đó đương nhiên là phải có rồi nè. Và một cái người ổn định bình thường thì có thể là đạt được cái định cần hành, hay là
định nhất thời. Còn cái an chỉ định á thì có cũng được, không có cũng được, không cần thiết, không cần rèn luyện, không rèn luyện mà vẫn cứ có như thường. Không rèn luyện thậm chí nó còn có còn tốt hơn là rèn luyện. Bởi vì một cái người mà tâm họ đã không còn cái tâm họ đã là với cái định tuệ mà mình tu tập đó, ví dụ như sáng suốt định tĩnh trong lành hay là thần trồng chú tâm quan sát, tức là trong đó nó đã có giới định tuệ rồi. Thì khi mà những cái giới định tuệ đó mà nó đi chung với nhau á, thì đó khi tu tập thì càng ngày cái cả cái giới, cả cái định, cả cái tuệ đều là càng ngày nó càng vững vàng. Cái vững vàng đây không phải là mình thiết lập nó, mà cái vững vàng này là bởi vì do cái bản ngã nó không còn chi phối nữa, cho nên nó mới trở lại của cái giới định tuệ tự tánh một cách rất là rõ ràng và một cách rất là vững vàng. Bởi vì á, cái định mà an chỉ này này, bây giờ định nghĩa, cái định nghĩa đầu tiên thôi, chứ không cần phải định nghĩa xa, mà định nghĩa đầu tiên thôi, tức là ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Như vậy bây giờ nếu một cái người mà thường sáng suốt định tĩnh trong lành thần trồng chú tâm quan sát, thì cái người đó cũng là ly dục, ly bất thiền pháp. Mà ly dục, ly bất thiền pháp tức là có thể vào sơ thiền dễ dàng, chứ không phải là không có sơ thiền. Nhưng mà cái sơ thiền đó đó là cái sơ thiền nó tự động nó sẽ đến, cứ ngồi buông ra hoàn toàn, chỉ để cho cái tâm rỗng lặng trong sáng thôi. Đừng có nói là ngồi thiền, đừng có cần theo dõi bất kỳ gì cả, cứ để tâm rỗng lặng trong sáng à, rồi nó cái gì đến thì thấy, không đến thì thôi, có đối tượng thì thấy, không có đối tượng thì thôi, đừng quan tâm gì hết, cứ để tâm cho hoàn toàn cái nó rỗng lặng trong sáng vậy thôi, thì nó sẽ vào định rất là nhanh. Nhưng mà cái định này đó nó lại không đi một mình, mà cái định này đó nó sẽ kèm theo tuệ. Vì cái định tuệ này là cái định tuệ nó sẽ đi chung với nhau, chứ không bao giờ nó đi tách ra. Vì đó là cái định mà của cái giới định tuệ tự tánh, cho nên nó không có tách ra, không tách ra. Do đó mà khi có định thì có tuệ, mà khi có tuệ thì có định. Tại vì sở dĩ mà có những cái người họ nói rằng á, nếu mà mình tu thiền tuệ không á thì sau này mình sẽ không đắc định được. Sở dĩ những người nói như vậy là tại vì tách thiền tuệ ra một cái kiểu riêng à, tức là có những cái phương pháp mà tách ra chỉ có hành thiền tuệ thôi, thì đó là một sai lầm. Cũng như có những cái phương pháp tu mà chỉ tách ra để tu thiền định không thôi, thì đó cũng là một sai lầm. Bởi vì như vậy thì nó sẽ đi tới cái định tối đa là nó đi đến tới cái định mà an chỉ này mà thôi, chẳng thể nào mà đi vào được cái định mà tĩnh lặng này được. Thì đó là thầy nói về cái thiền định. Bây giờ cái tác hại của cái thiền định này á là trở thành trở ngại cho thiền tuệ. Cái này thì các cái khóa nào thầy cũng có nói đến 10 cái chướng ngại của cái thiền tuệ cả. À. Cái 10 cái chướng ngại của thiền tuệ đó là: một là ánh sáng, hai là mẫn tuệ, ba là hỷ lạc, ba là hỷ, tức là các cái trạng thái hỷ, thứ tư là khinh an, thứ năm là lạc, thứ sáu là ý chí quá mạnh, thứ bảy là tinh tấn quá nhiều, thứ tám là chú niệm quá mức, thứ chín là xạ quá mức, và thứ mười là dục đắc, tức là mong đắc đạo quá nhanh, mong đạt được, mong mắc đạo quá nhanh. Ví dụ như có người là nói là: thưa thầy á, con quyết tâm rồi, nhất định là trong kiếp này là con phải giải thoát à, hay là con phải đắc đạo. Là mấy người đó là coi chừng bị trở ngại đó. Cái chuyện đắc đạo là chuyện của pháp,
Còn cái trường chánh niệm tỉnh giác á, mình chỉ lo, mình chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi, tức là mình chỉ lo buông cái ngã ra thôi. Còn cái lúc nào mà nó đắc đạo quá là cái trường đó của pháp, chứ không phải chuyện mình làm. Thì á, cái trở ngại đầu tiên á là cái người hành thiền mà có ánh sáng. Tại sao mà ánh sáng này trở ngại? Tại vì ánh sáng này nó phát xuất, tất cả đều phát xuất từ tượng hết á. Bởi vì trong thiền định á là nó bị rơi vào tượng. Thì cái thứ nhất á là cái ánh sáng nó làm cho mình tưởng đâu là mình đạt được cái gì đó. Thì cái đầu tiên là ánh sáng là trở ngại. Thứ hai á là có đôi lúc do cái tâm nó yên, bởi vì khi mà mình tập thiền định á, cái tâm nó yên, yên thì bỗng nhiên nó lại phát sáng. À, nó nắm bắt được một cái tướng gì đó. Và mình tưởng đâu là đó là tuệ. Nhưng mà cái tuệ này á, cái tuệ này nó quá bén nhạy. Nhưng mà nó bén nhạy như thử là cái đom đóm mà nó chớp ra giữa bầu trời vậy thôi. À, khi nó chớp lên một cái á thì tưởng đâu là đắc tuệ rồi. Nhưng mà khi mà nó cái tuệ đó nó chớp lên một cái thì là bởi vì mình còn rất nhiều cái ảo tưởng ở bên trong á. Cái tư tưởng, cái ảo tưởng, cái ý niệm, khái niệm gì đủ thứ trong á. Cho nên á là nó ập vào, mà nhất là cái này là cái này mà bị hại nhiều nhất á là người học quá nhiều về Phật pháp. Bởi vì á, học quá nhiều đi rồi á, bây giờ biết chi pháp biết hết trơn, cho nên mới xẹt vô một cái nói ôi rồi đây là tuệ thứ mấy. Xẹt ra một cái nói đây tuệ thứ mấy, tức là do cái pháp học cho nên á, cứ tưởng rằng là cái này là cái này, cái này kia là cái kia. Nhưng mà đã là tuệ đó thì nó không có một cái ý niệm khái niệm gì hết. Thế tại sao bây giờ lại khái niệm là sáng vô, khái niệm sáng vô là nó hết tuệ rồi còn đâu nữa. Bữa trước thầy đã có nói rồi đó. À, do đó đó cái mẫn tuệ nó, tức là cái tuệ nó quá nhạy, đâm ra đó là cái nhạy này là một cái nhạy giả mà không biết, tưởng đâu là thiệt. Có nhiều người á khi hành thiền định thật thiền tuệ và thấy một cái trạng thái là sinh diệt rất nhanh, cái người nói rồi đắc được tuệ sinh diệt rồi. À, là theo pháp học là đó là tuệ sinh diệt nên rất nhanh. Nhưng mà thực ra đó là ảo giác. Đó là ảo giác do thiền định tạo ra. Cho nên đó là cái mẫn tuệ này á là phải coi chừng. Chân thôi nó cái tuệ mà nó quá bén nhạy này á, nó tưởng đâu là cái này, tưởng đâu là cái kia. Thứ ba là phi tí. Phi tí là ví dụ như mình người nó nhẹ nhàng bay bổng, hoặc là mình cảm thấy là mát mẻ. À, mình cảm thấy là nó rất là sảng khoái. À, thì những cái trạng thái đó là trở ngại cho thiền tuệ. Khinh an cũng vậy, tức là mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, mình nói thôi hay quá, bây giờ mình hành rồi, bây giờ có người nói với thầy vậy đó, con hành bây giờ con thấy thoải mái lắm, con thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm đó. Nhưng mà coi chừng, bởi vì mục đích không phải là để mà được nhẹ nhàng thanh thoát, cái đó là giống như là cái phù thôi, cái hiệu ứng phù thôi, cái chính vẫn là thấy ra thực tánh pháp. Thế còn cái đó là cái hiệu ứng phù thôi, mà bây giờ thấy là nhẹ nhàng thanh thoát một cái là thấy thích rồi á, là nó trở thành trở ngại. Sukha là thỏa mãn, tức là bây giờ cái tâm mình nó ổn định rồi, cái nó thấy là mình không cần gì nữa hết trơn á. Bây giờ mình hoàn toàn yên ổn, mình hoàn toàn là thỏa mãn rồi, không cần thêm bất kỳ cái gì nữa, yên ở đó và bị dừng lại đó. Athimokkha tức là khi mà mình có một cái gì á, ví dụ như bây giờ tâm mình sân khởi lên, lẽ ra khi tâm sân khởi lên á thì người nào cũng nói là con sao cứ sân hoài, thầy chỉ cho con cách sao mà chánh niệm tỉnh giác, hay là cách thiền cách sao để cho hết sân. À, nhưng mà cái đó là tầm bậy á. Khi sân khởi lên thì phải sân, thấy sân, cái tính chất của sân như thế nào, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, nó có cái tác hại gì, nó có cái như bản chất nó như thế nào là mình phải thấy rõ.
chứ không có diệt nó đi, diệt nó đi là sai. Thế thì á, cái Atimokkha này á, thì thấy sân lên cái á, là nó diệt liền. Thấy sân lên cái là nó không cho sân, nó diệt liền. À, nhưng mà như vậy á, là ý chí quá mạnh. Tức là những cái người này, những cái người mà tu theo cái phương pháp này là dùng ý chí. Nhưng mà thật ra đứng về phương diện mà pháp hành á, mà vi tế mà thấy đó, thì ý chí này đó nó chỉ là trấn áp cho những cái phiền não của mình nó đi vào bên trong mà thôi. Thì cũng như mình mà đuổi cọp vào rừng vậy đó. À, ví dụ như thay vì á, cọp nó ra thì mình phải là quan sát đồ cho thật kỹ để mình bắt nó, thí dụ vậy đi. Hoặc là mình biết rõ nó rồi á, thì muốn đi nó đi, muốn đi vô đi ra gì mình cũng không sợ. Còn bên này á, nó thấy cọp cái rồi á, là đánh trống khua chuông á, bên mới chạy đi mất, tức là đưa cọp vào rừng. Thì á, khi mà mình Atimokkha quá đi á, mình ý chí mình quá mạnh đi á, thì là mình đẩy tất cả những cái phiền não, những cái tập khí của mình vào bên trong, vào trong vô thức, nghĩa là đưa vào rừng tối. Thì vào rừng tối là có chừng á. Cái thứ bảy á, là tinh tấn quá đáng. Cái tinh tấn á, là thầy định nghĩa là tinh tấn là đừng có chạy theo cái ý đồ của bản ngã. Bản ngã thì là tham mụ tham sân si, cho nên mình đừng có chạy theo cái bản ngã tham sân si. À, ví dụ như mình có khởi lên cái ý gì đó thì thôi trở về, cho nên khi trở về đó là chánh niệm. Thì á, cho nên cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là ba cái nó đi chung với nhau. Thế mà mình không chạy theo cái vòng đồng thì tự nhiên tâm nó sẽ trở về, tức là chánh niệm. Và khi tâm nó trở về đó thì tự nhiên nó không bị gì chai lấp hết á, thì nó sẽ trong sáng, cho nên gọi là tỉnh giác. Nhưng mà ở đây á, mình lại tinh tấn cái kiểu khác, tinh tấn quá, cố gắng mà hành, thức đêm thức khuya, rồi bỏ ăn bỏ ngủ gì đủ thứ để mà hành. Nhưng mà làm như vậy là, thì thầy nói rằng đó là bị thiền hành, chứ không phải là hành thiền, mà là bị thiền hành. Tức là mình tinh tấn quá, nhưng mà phải xem cái tinh tấn đó là cái cố gắng, cái nỗ lực của bản ngã thì lại càng chết nữa, phải không? Mình phát hiện cái bản ngã để mà dẹp nó không hết, bây giờ lại là tăng cái lực thêm cho cái bản ngã nữa. Cho nên đó, tinh tấn có thể là làm tăng cái sức mạnh của bản ngã. Thứ tám á, là cái chú niệm quá sức. Cái chữ upasana này á, upasana này có nghĩa là cần kề. Mà cái này á, là thường thường người ta hay gọi là miên mật. Nhưng mà cái từ miên mật là ý đồ của bản ngã. Miên mật là muốn cái bản ngã là luôn luôn là tồn tại, không muốn nó chìm đi mất. À, cho nên là cứ cố gắng mà gìn giữ cái bản ngã lại. Thật ra miên mật chỉ là một hình thức duy trì bản ngã. Do đó cái upasana này đó chính là cái miên mật đó. Tức là không hở, tu không hở thì ngài Huệ Năng ngài phê bình một câu mà thầy lại không hiểu, hồi xưa thầy không hiểu. Sau này mình thấy là à thì đúng. Ngài nói là không phải là niềm liên tục, hay là niềm kế tục, không phải là niềm kế tục, mà là vô niệm. Vô niệm chứ không phải là niềm kế tục. Thì trong lúc á, bây giờ mình để tâm rộng làng trong sáng, thì cái tâm rộng làng trong sáng đó nó tự động miên mật. Thành cái miên mật đó không phải là miên mật của bản ngã, mà miên mật của pháp, của tâm. À, còn á, khi mình khởi cái bản ngã lên, mình muốn là phải duy trì miên mật, thì lúc đó nó sẽ rơi vào một cái trở ngại, đó là trở ngại upasana. Tức là cứ cố gắng duy trì cái chú niệm. À, thế là cũng không được. Nhưng mà cái thứ 9 là ngược lại với trạng thái đó, thì lại là
buông xả, buông xả mà thờ ơ. Ví dụ như khi thầy nói là học đạo quý vô tâm, chữ vô tâm ở đây á có nghĩa là không có cái ý đồ của bản ngã, không có là hữu vi tào tác, chẳng phải là vô tâm có nghĩa là thờ ơ lạnh nhạt. Mà cái vô tâm á, khi mà có khi vô tâm á, tức là khi không có cái ý đồ của bản ngã thì từ tánh nó sẽ là sáng suốt định tĩnh trong lành, chẳng phải là cái vô tâm mà thờ ơ lạnh nhạt. Nên khi mà quá thờ ơ đi á thì là cái xả. Cho nên trong thiền á là có đôi lúc có người ta gọi là cái tuệ cuốn chiếu, tức là hành tới một lúc đó cái tự nhiên thấy chán đời quá rồi, thấy cái gì cũng chẳng ham muốn gì nữa cả, buông luôn. Buông luôn là buông kiểu đó là không được. Buông đó là nói là tuệ cuốn chiếu chứ là tuệ gì, cái đó là chướng ngại chứ có gì mà tuệ. Là cái thứ 10 á thì lại là muốn mau, tu là cứ muốn mau đạt. Ví dụ như một cái ổi mà mình gieo cái hạt thì nó sẽ tự động từ ngày này qua ngày khác nó cứ theo định luật thiên nhiên nó đâm chồi ra lá rồi nó ra cành rồi dần dần nó ra hoa ra trái. Nó đâu có cần mà muốn cho mau cái gì đâu. Nó cứ làm theo tuần tự tự nhiên theo pháp cho nó không muốn mau. Bây giờ mình mới tu là mình đã muốn là giải thoát liền. Muốn giải thoát liền. Tu sao mà con là nhất định là phải trong kiếp này là phải giải thoát. Nhưng mà chính cái ý muốn đó đó là một cái sai lầm. Làm cái trở ngại. Con á lưu ý 10 cái này này. Coi chừng là hành thiền bị rơi vô 10 cái này hết trơn. 10 cái này nó là chướng ngại của thiền tuệ. Mà cứ mà ráng hoài, mà cứ cố gắng mà làm hoài toàn ra mấy cái này không? Tuệ đâu không ra, không ra không biết mà toàn ra mấy cái này thì mấy cái chướng ngại này. Thành á thầy mới nhắc lại một lần nữa là không phải là tu thiền định riêng. Cũng không có cái thiền tuệ nào riêng mà để mà tu hết. Mà cũng không có kết hợp thiền định thiền tuệ gì cả. Mà là chỉ đơn giản tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi. Bởi vì trong tinh tấn chánh niệm tinh giác á thì chánh niệm nó là đã định rồi. Tinh giác là tuệ rồi. Cho nên trong tinh tấn chánh niệm tinh giác là nó đã có định tuệ rồi. Mà cái định tuệ này á là cái định tuệ không phải là mình cố gắng mà làm. Mà cứ buông ra, cứ buông ra thì cái tánh biết nó sẽ là nó sẽ trong sáng. Cái tánh biết trong sáng sẽ từ nó thấy pháp. Cho nên người nào á buông một cái mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành liền á thì người đó sẽ đạt được cái độ cao nhất. Độ cao nhất của cái tánh biết. Còn người nào á mà buông ra mà khi thì sáng suốt định tĩnh trong lành, khi thì không sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó là phải thần trọng chú tâm quan sát. Thầy nhắc lại cái bài hôm trước này. Khi mình thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà cái thần trọng chú tâm quan sát không phải là đem bạn ngã ra mà thần trọng chú tâm quan sát, mà nó sẽ tự ứng một cách tự nhiên. Nó sẽ tự ứng. Rồi á, nếu như tâm mình mà nó vòng đồng thì mình đừng có chạy theo vòng đồng đó, gọi là tinh tấn. Không chạy theo vòng đồng thì cái tâm nó trở về gọi là chánh niệm. Và khi nó trở về thì nó sẽ biết mình đang làm gì, nó mình sẽ biết mình từ một cách tự nhiên. Đó là tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một cái hoạt động của cái tánh biết rất tự nhiên. Chứ không phải là một cố gắng nỗ lực gì của cái bản ngã hết á. Tại vì mình nói là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà quy y Phật thì hành động nói năng suy nghĩ phải sáng suốt. Quy y pháp thì hành động nói năng suy nghĩ phải là định tĩnh. Quy y tăng thì hành động nói năng suy nghĩ phải trong lành. Tức là phải sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là cái mục đích mà tối cao của cái hoạt động tu tập của mình á
tu kiểu gì cũng là thân khẩu ý thôi chứ, phải không? Tu kiểu gì cũng thân khẩu ý chứ không có cách nào khác. Biểu hiện qua thân khẩu ý thôi. Thế nhưng mà nếu mà biểu hiện qua thân khẩu ý một cách sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì là như vậy á, là tức là quy y Tam Bảo. Còn bây giờ mình lại không quy y cái sáng suốt định tĩnh trong lành, mà mình lại quy y bản ngã. Tức là bản ngã nó xúi mình phải hành thiền thì mình hành thiền. Mà hành thiền để làm gì? Để tôi muốn giải thoát, tôi muốn đắc cái này, tôi muốn đắc cái kia. Tức là hoàn toàn là hành động của bản ngã. Cho nên mình cứ bị cái bản ngã nó cứ lôi cuốn, bị nó xúi dục. Cho nên gọi là kiết sử. Kiết sử là sao? Kiết là trói buộc và sử là sai khiến. Thì kiết sử, sanyojana đó, tức là trói buộc và sai khiến. Ai trói buộc và sai khiến? Chính là cái bản ngã. Mà cái bản ngã đó nó gồm tham này, sân si, ngã mạn, tà kiến, vô tàm, vô quý, tật đố, đủ thứ. Đó là cái thuộc tính của cái bản ngã. Thế thì cái bản ngã này á, thí dụ như cái bản ngã nó đòi là tinh tấn. Bản ngã đòi tinh tấn là có tinh tấn đi nữa thì nó cũng rơi vào cái trở ngại thứ bảy. Sở dĩ mà thầy nói là để sao, để làm sao mà mỗi người là trả lại với bản chất thật của mình. Còn á, cái tánh biết nó có sẵn rồi, bây giờ đừng có chạy theo cái bản ngã thì tánh biết nó sẽ tự soi chiếu hết rồi. Nó sẽ tự soi sáng để mình biết, để mình làm cái gì nó tự soi chiếu hết. Mình đừng có xen vô. Cái bản ngã là muốn thay thế tánh biết, nhưng mà cái bản ngã không thể nào thay thế được tánh biết. Cái bản ngã mà có biết á, thì cái biết đó nó trở thành là kiến thức hay là kinh nghiệm, cái giới hạn, chứ không thể nào mà đạt được cái vô hạn của cái tri kiến thanh tịnh. Mà tri kiến thanh tịnh là gì? Tri kiến thanh tịnh là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có bản ngã ở trong đó. Thành ra nếu mà mình biết như vậy á, thì mình sẽ cứ trả lại pháp cho pháp. Cứ trả lại pháp cho pháp. Việc gì đến, nếu việc đó đến mà tốt thì mình được hưởng. Còn nếu cái việc đó đến xấu thì mình nhẫn nại. Và cứ trong cái tốt cái xấu đó mình vẫn học để xem thử là khi tốt có bị bản ngã nó xen vào không, khi xấu có bị bản ngã xen vào không. Thì cứ mà thần đồng chú tâm quan sát như vậy thì mình sẽ thấy ra hết, thấy ra được cái nào là pháp thực, cái nào là bản ngã. Còn nếu không á thì mình cứ quy y bản ngã mà cứ cho rằng là mình quy y Tam Bảo, đúng không? Quy y theo cái ý đồ của bạn ngã. Ý đồ đó là gì? Ví dụ như bây giờ này, thầy muốn ngồi đắc định, tức là tham. Nhưng bây giờ tại sao mà thích ngồi đắc định? Tại vì á, tâm tôi nó không ổn định, cho nên tôi phải loại trừ cái không ổn định đó để tôi ổn định. Loại trừ cái không ổn định tức là sân. Và khi mà mình lo loại trừ cái không ổn định để đạt được cái ổn định thì lúc đó là xí. Tại vì mình đâu có đủ trầm tịnh để mà thấy ra cái trạng thái thực của nó. Vì mình muốn dẹp nó đi rồi đâu thấy được. Một bên thì mình muốn dẹp mà dẹp chưa xong, còn một bên thì mình muốn được mà chưa có. Thì lấy trí tuệ lấy cái đối tượng gì để mà thấy? Phải không? Trí tuệ không thấy được thì là xí. Cho nên á, ngay trong cái mà mình gọi là hành đó đó, là bị bạn ngã tham sân si dẫn dắt trói buộc. Phải nhận ra cái điều đó thì may ra mới là tu hành được. Chứ còn nếu không á, là vẫn bị cái bạn ngã sai sự. Bây giờ thầy nói qua cái thứ hai. Đó là nói về định. Bây giờ nói qua cái thứ hai là nói về tuệ. Cái tính chất của tỉnh giác á, những cái điều này là thầy đã có viết hết
trong cái cuốn mà sống trong thực tại. Cuốn sống sống trong thực tại này thì là hôm nay là chưa có, có lẽ là tới ngày mai mốt gì đó là bắt đầu là in xong rồi. Thế là mình bị trễ. Thì dân y đó, tức là 17 dân y này thì thầy sẽ là tặng mỗi người mỗi cuốn. Chứ còn bây giờ thì nó chưa có. Và đồng thời là một nhóm Phật tử ở ngoài Bắc á, họ tình nguyện là đọc vào đĩa. Và họ đọc cũng khá hay. Cho nên là nếu người nào mà thích đọc sách thì là thì thầy sẽ biếu cho một cuốn. Còn nếu mà người nào muốn nghe băng á thì là thì thầy cũng biếu luôn. Thì cái trong cuốn sách này đó là thầy phân tích tất cả những cái mà thầy vừa nói đó, trong đó rất đầy đủ, có khi thầy nói thầy quên chứ còn trong sách đó là đầy đủ trong hết trơn á. Thành ra quý Phật tử là có thể là thầy sẽ nói cô Liệu Tấn đó, cô đưa vô mạng luôn, tức là đưa cả cái nghe và cái đọc, để cho ai không có sách thì vẫn là vào trong mạng đọc được và nghe được. Thì cái trí tuệ á, nên nhớ rằng là trí tuệ là giống như là cái sự soi sáng của mặt trời. Thì khi mà không còn mây che đó, không còn một cái gì che lấp á, thì là mặt trời sẽ tự chiếu sáng. Chứ đừng nghĩ rằng là mình cố gắng mà tích lũy mỗi ngày một ít để cho trí tuệ càng ngày nó càng to lên đó, là cái đó là sai, sai lầm lớn đó. Trí tuệ là vốn nó đã sáng từ đầu đến cuối, mà tại vì mây che đi thôi, cũng mình cũng vậy. Cái tánh biết á là vốn nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành ngay từ đầu, nó đã là rỗng lặng trong sáng ngay từ đầu. Nhưng mà cái bản ngã khởi lên, mình không phát hiện được cái bản ngã khởi lên, để rồi cái bản ngã đó nó sinh ra ảo tưởng, rồi nó che lấp, rồi nó đòi phải, ban đầu thì nó đòi đủ thứ ngoài đời, sau nó chán mà cái ngoài đời rồi cái bắt đầu đòi vô trong đạo là tu để đắc cái này đắc cái kia. Nhưng mà tất cả những cái đó đó đều là ảo hết. Khi mình buông hết cái đó ra đi á, thì tánh biết nó là đã là sáng suốt định tĩnh sẵn rồi. Cho nên cái trí tuệ không phải là do mình, nhưng mà nó có một cái trí tuệ gọi là hầu đắc trí. Cái trí tuệ mà vốn là cái tánh biết á, nó là gọi là vô sư trí, tức là nó cái trí tuệ này nó không có ai, không có ai làm gì hết trơn á, nó cũng vẫn là cứ chiếu sáng thôi. Thì cái trí tuệ đó là mỗi người sẵn có, khỏi cần phải rèn luyện gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì như thế này nè, cái ta ảo tưởng á, nó vẫn cứ tưởng là nó biết, nó kinh nghiệm, nó hay lắm, cho nên nó cứ là tạo tác. Nó tạo tác rồi nó lúc đó một hồi nó lại than khổ. Than khổ lại đòi tu. Đòi tu nhưng mà tu tầm bậy rồi cũng là khổ nữa. Cho nên là cái đó là cái bản chất của bản ngã như vậy. Tuy nhiên á là nó có một cái điều là cũng nhờ cái bản ngã nó đi tìm kiếm tùm lum đó, thì lúc đó mình mới là thấy ra được cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Mình mới thấy ra được cái gì sai, cái gì đúng. Thì á cái quá trình của sự tu tập á là nó tất cười là thế này. Cái sự quá tu tập á là nó phải trải qua những cái sai để nó điều chỉnh cái đúng. Thì cái mà mình trải qua cái sai, cái trải nghiệm qua cái sai để mà điều chỉnh cái nhận thức thành đúng á, điều chỉnh nhận thức và hành vi thành đúng á, thì cái quá trình đó đó gọi là hầu đắc trí. Nhưng mà cái hầu đắc trí này á, cái hầu đắc trí này á thực ra cuối cùng á là cũng trở về lại với cái tánh biết rộng lặng trong sáng thôi. Cái biết mà của cái hầu đắc trí đó, thực ra biết chỉ để hóa giải, điều chỉnh cái sai, điều chỉnh cái nhận thức sai, điều chỉnh cái hành động sai, để trở thành ra là minh hạnh túc, tức là hoàn toàn sáng suốt,
và hành động hoàn toàn chính xác. Như Đức Phật gọi là bậc minh hạnh túc là như vậy. Do đó là Đức Phật vốn mỗi người là có cái đức tính là thanh tịnh và sáng suốt, mà cái thanh tịnh đó loại hết tất cả mọi cái trở ngại đi thì gọi là A-ra-hăng. Cái sự sáng suốt đó loại hết đi tất cả mọi trở ngại đi thì gọi là Samma-sambuddho. Bây giờ mới là lấy cái tánh biết, lấy cái tánh biết mà A-ra-hăng Samma-sambuddho đó để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi thì nó sẽ đưa đến Vichacharana-sampanno, tức là minh hạnh túc. Và khi minh hạnh túc rồi đó thì là Sugato. Sugato tức là lúc đó là đến đi vô ngại, không còn vướng bận gì nữa, không còn vướng mắc gì nữa. Đó thì tiếp tục theo là những cái đức tính mà của một vị Phật á, chính là cái đức tính của cái tánh biết mà mỗi người sẵn có. Cho nên á, nhớ là trí tuệ không phải là rèn luyện để thành, để có, để đạt được, mà là chỉ dùng cái tánh biết để mà quan sát soi chiếu, để mà học ra được cái bản chất của mình và vạn pháp, để không còn bị lầm lạc. Thay vì vô thường khổ vô ngã thì mình lại là lầm lạc, nó trở thành là thường lạc ngã gì đó. Ở đây đừng lầm lạc vậy thôi. Cho nên là cái pháp mà tu mà thầy giới thiệu đó là trở về với tự tánh của mình, trở về với cái tính sáng suốt định tĩnh trong lành, rộng lặng trong sáng, để mà quan sát tất cả mọi pháp và điều chỉnh cái sai bằng nhận thức và hành vi. Tức là điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng rồi á thì nó sẽ vượt qua cái sai. Nhưng mà có thể lúc đầu á, tại sợ gì mà Đức Phật ngài trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp á, là vì sao? Là vì nó cũng giống như một đứa bé thôi. Một đứa bé mới sinh ra thì nó phải là nó nằm rồi nó quờ quàng gì đó, rồi nó lật qua lật lại, lật qua rồi nó ngồi dậy rồi nó là chập chững đứng dậy, rồi chập chững đi. Đó. Tức là nó phải trải qua như vậy, rồi nó tự điều chỉnh những cái nhận thức và hành vi của nó cho đến khi nó đi đứng chững chạc, nhận thức đàng hoàng. Thì cái mình thấy một đứa con nít nó trở thành là một người lớn trưởng thành thì cái con đường giác ngộ cũng vậy, trải nghiệm qua tất cả những cái sai lầm rồi điều chỉnh bằng nhận thức và hành vi với cái sự thanh tịnh và sáng suốt để mà thấy ra được tất cả cái bản chất thật của các pháp, thì cái đó mới gọi là trí tuệ. Thì cái trí tuệ này xuất hiện trong cái pháp hành thiền tuệ là dưới hình thức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sáng suốt định tĩnh trong lành là cái vốn tự tánh của nó rồi, cho nên mình cái đó mình không có tu hành gì được hết trơn. Và khi mà một cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì từ nó sẽ ứng ra cái thần rồng chú tâm quan sát, cho nên cũng không phải tu hành gì cả, nó chuyện tự nhiên. Nhưng mà cái người chưa có đủ cái trình độ để mà nhận ra được cái điều đó thì tâm thường hay vọng động, cho nên nó mới là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đưa cái tâm trở về với thực tại và phát ấn cái thực tại đó một cách trung thực, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trong đó cái chữ tỉnh giác là tuệ và chánh niệm là định. Còn tinh tấn mặc dù cũng là thuộc về định, nhưng mà tinh tấn này là nó đưa cái vòng đồng trở về, cho nên nó cũng xem như là đứng về phương diện tâm, nhưng mà nó cũng đại diện cho giới, cho nên là xem như tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một cái giới định tuệ. Và giới định tuệ này là giới định tuệ cũng tự tánh, chứ không phải là cái giới định tuệ mà ví dụ Đức Phật đặt ra 5 giới, 10 giới hay là
300 giới hay mấy giới đó chẳng hạn á, thì những cái giới đó là giới chế định. Và nói rằng là bây giờ phải niệm Phật, bây giờ phải niệm hơi thở, bây giờ phải thế này thế kia đó, thì cái đó là định chế định, chẳng phải là cái giới định tuệ mà từ tánh như từ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở lên. Thì cái này là nó sử dụng cho những cái trường hợp mà mình chưa có thể đứng vững được, thì mình phải dùng một cái phương tiện. Thì về sau á, những cái mà Đức Phật dạy đó, đó cũng vẫn là cái pháp mà môn mà Đức Phật dạy là cái hay thế này. Tức là cái người á mà giác ngộ á, thì vẫn là giới định tuệ đó, chế định đó vẫn làm đúng hết, chứ không sao. Mà người chưa giác ngộ đó thì sẽ dùng cái giới định tuệ chế định đó để mà ổn định mình, ra cái hay chỗ đó. Nhưng mà về sau đó thì các cái trường phái thiền hay là trường phái tu tập á, họ lại vận dụng ra thành phương pháp. Ví dụ như là phương pháp tu thiền theo niệm thân hay niệm thọ hay niệm gì đó. Còn bên Bắc Tông thì là niệm chú hay là niệm Phật, trì chú hay niệm Phật, hoặc là tham công án. Thì tất cả những cái đó, đó nó đã trở thành là phương pháp, hay gọi là pháp môn phương tiện. Phương tiện có nghĩa là bên cái pháp môn thực á, là tự mình này, tay chân gì mình tự làm tự đi hết. Nhưng mà bởi vì cái chân mình đi không được, cho nên mình phải mượn cái nàng. Thì cái nàng đó là gọi là pháp môn phương tiện. Tức là cái đó nó gắn bên ngoài vào, chứ không phải là trong tự thân mình có. Nhưng mà cái mà gắn bên ngoài vào đó, đó thì phải hiểu rằng mục đích của nó là để cho tự thân mình có thể giúp cho tự thân có phục hồi lại cái khả năng thực của nó, chứ không phải là cứ lệ thuộc vào mãi cái pháp môn phương tiện đó. Quý vị nhớ cái điều đó cho thật kỹ. Pháp môn phương tiện á, thì tất cả các thế gian pháp đều là pháp môn phương tiện hết. Cái gì cũng pháp môn phương tiện được hết á. Cái gì cũng có thể sử dụng, nếu người biết thì là sử dụng thành phương tiện thiền xảo hết. Nhưng mà đã là phương tiện thiền xảo thì là sử dụng xong rồi á là bỏ. Thế nên Đức Phật ngài nói là pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống là phi pháp. Bởi vì khi mà đã sử dụng cái phương tiện rồi này, thì khi mà nó đã đạt đến cái từ tánh rồi á, thì phương tiện này là bỏ hết. Nhưng mà cái phương tiện mà của Đức Phật á, thì cái hay cái chỗ này là các vị đó họ bỏ hết, nhưng mà họ vẫn làm đúng hết, chẳng có gì sai hết. Cho nên mặc dù Đức Phật ngài có pháp môn, nhưng mà pháp môn trực tiếp, chứ không phải là pháp môn phương tiện. Nhớ cái điều đó một chút. Cái tỉnh giác á, nó có bốn loại tỉnh giác. Có bốn cái loại tỉnh giác như vậy. Loại tỉnh giác thứ nhất á, gọi là lợi ích tỉnh giác. Tức là mình á, là cái nào mà có lợi á, mình mới tỉnh giác. Thí dụ như bây giờ cái người đó lười biếng nằm ngủ, nhưng mà bây giờ nghe nói là đi ăn cơm, mà đang đói bụng mà nghe nói đi ăn cơm là lúc đó là bắt đầu là tỉnh táo rồi, đừng mà đi ăn cơm nữa. Tức là mình thấy thứ nhất hoặc là thấy cái gì lợi ích thì mình mới là tỉnh giác, còn cái gì không lợi ích thì thôi. Cho nên cái giai đoạn đầu của những người mà khởi đầu mà chánh niệm tỉnh giác á, thì là họ phải là đi qua cái lợi ích tỉnh giác, tức là vì lợi ích mà họ phải tỉnh giác. Thí dụ như thế này, bây giờ họ tham sân si rồi, đau khổ quá rồi, do đó bây giờ họ thấy là mình cần phải tỉnh giác để mà dẹp bớt tham sân si đi, cho nên họ thấy vì thấy lợi ích như vậy cho nên mới tỉnh giác. Cái thứ hai á là thích hợp tỉnh giác. Thích hợp tức là trong cái điều cái nào mà thích hợp với mình á thì mình mới tỉnh giác, còn cái nào không thích hợp thì không tỉnh giác. Hoặc là trong cái điều kiện nào thích hợp á, tức là đối tượng hoặc là đối tượng hoặc là cái hoàn cảnh
là hoàn cảnh nào mà hợp á thì mình mới tỉnh giác được, nghĩa là khi nào vô trường thiền á mới tỉnh giác được, còn mà ra ngoài trời là hết tỉnh giác. Tỉnh giác này á là nó phải nói hết cả ba cái, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, chẳng phải chỉ tỉnh giác không thôi. Hoặc là cái đối tượng thích hợp, giả sử như cái người đó là thích niệm thân thì cứ niệm thân, người nào thích niệm thọ thì cứ niệm thọ, tức là chọn đối tượng thích hợp hoặc là chọn cái điều kiện thích hợp thì đó là cái loại tỉnh giác thứ hai. Cái loại tỉnh giác thứ ba là tùy xứ tỉnh giác, tức là ở chỗ nào tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo hoàn cảnh nào mình cũng là chánh niệm tỉnh giác. Khi hoàn cảnh này đến thì mình chánh niệm tỉnh giác, khi thân đối tượng thân mạnh thì mình chánh niệm tỉnh giác với thân, khi đối tượng thọ mạnh thì chánh niệm tỉnh giác với thọ, khi đối tượng tâm mạnh thì là chánh niệm tỉnh giác với tâm, đại khái vậy, chứ không có chọn lựa cái đối tượng nhất định như là cái giai đoạn thứ hai. Thì cái thứ ba này á là thường thường một người mà có trình độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cao đó thì là ứng dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở cái giai đoạn thứ ba này, tức là tùy cách mà chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ tư đó là bất mùi tỉnh giác, cái này là bắt đầu là người mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà, tức là một người bây giờ làm cái gì cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là lúc nào cũng chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên. Cái đó là gọi là bất mùi tỉnh giác, tức là bây giờ không còn mê mờ. Bất mùi tức là không mê mờ. Bất mùi hay bất si, cái chữ mô ha này là si, tức là không đi cùng với si. Cái asammoha này có nghĩa là không có đi cùng với si, không có mê muội, tức là lúc nào cũng là tỉnh thức sáng suốt, làm việc gì hành động như thế nào mình cũng là sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn cái nữa là cái mà cao đó, cái mà cái phần mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó, nó là cao nhất, đó là cái tỉnh giác. Thì á nói chung tất cả dù là vì lợi ích mà tỉnh giác, hay là vì thích hợp mà tỉnh giác, hay là tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh, hay là tỉnh giác với một cái tâm là không mê mờ, nó có một cái hay á là thế này, càng ngày á là càng rộng đối tượng ra, phải không? Cái đầu tiên á là cái đối tượng nào mình thích thôi, đối tượng nào mà có lợi thôi. Cái thứ hai á, là đối tượng nó thích hợp, tức là nó cũng rộng hơn chút. Đối tượng thứ ba là nó tùy xứ, là nó sao cũng được, thì đối tượng rộng hơn. Còn cái thứ tư đó không cần đối tượng, tức là có đối tượng thì có, không có thôi, tâm vẫn là không mê mờ. Cho nên thầy mới nói là sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ còn mình không nói là sáng suốt định tĩnh trong lành để làm gì hết, tức là nó cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, rồi nó ứng chuyện gì thì mình làm chuyện đó. Cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là vậy, tức là cái chuyện gì nó ứng đâu thì mình làm đó. Có một cái đặc biệt á, thường thường á là người ta nói là hễ đã có chánh niệm tỉnh giác là phải có đối tượng, nhưng mà có khi chỉ cần chánh niệm tỉnh giác chứ không cần đối tượng gì cả. Còn đối tượng á thì nó sẽ tự đến, nó tự đến là thấy cái gì đến thì mình thấy, cái đến cần làm thì mình làm, đến cần nói thì mình nói. Tức là nó cứ tự ứng thôi, tự ứng, tự thu lại, tự nhiên nữa thôi. Nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng nó rất rộng. Ví dụ như thế này, bây giờ các vị là đang chú ý nghe thầy nói, nhưng bây giờ giả sử thầy nói là thôi bây giờ đừng chú ý nghe thầy nói gì hết trơn á, mọi người im lặng hết đi, thì tự nhiên nghe cái tiếng mưa trên mái tôn, phải không?
đó. Mình đâu có chờ đợi cái tiếng mưa trên mấy tốn, mà nó cứ đến đó. Nó tự nhiên thôi, tất cả mọi cái, tức là cái tâm mình nó rộng lặng trong sáng thôi, còn cái gì nó đến đến. Mình cũng không cần đuổi nó đi, mà mình cũng không giữ nó lại gì cả, ngày nó đến rồi thôi. Bởi vì tất cả các pháp á, nó đến cái là nó mất, đến một cái nó mất. Bây giờ mình thấy mưa là mình cứ nói mưa, một chữ mưa thôi, cho nên gọi là santati. Cái khái niệm đó gọi là santati. Santati là gì? Tức là nó cứ liên kết nó lại. Cái chuyện nó lẽ ra là mỗi giọt thôi, chứ không có liên kết gì hết á. À, bây giờ mình mà để tâm hoàn toàn rộng lặng á, thì mình lại giọt này xuống là hết, đến giọt khác xuống rồi hết, đến giọt khác xuống rồi hết, nó cứ vậy thôi. Nhưng mà mình nó lại santati lại. tức là mình nó là gom nó lại một cái, liên kết nó lại một cái, và mình gán cho nó một cái ý niệm là trời mưa là xong. À, cho nên á, mình không thưởng thức được cái tiếng mưa rơi. Thực ra khi nào tâm mình mà lặng lẽ nhất á, thì mình sẽ thưởng thức được tiếng dế kêu, tiếng mưa rơi, hoặc là một cái ngọn gió thoảng qua. Tất cả mọi cái đều là pháp đến đi rất là tuyệt vời. Mình đâu có thưởng thức được đâu. Cho nên á, Đức Chúa nói như thế này: mùa màng á thì phong phú mà không có ai gặt, không có người gặt. Tức là thật ra tất cả các pháp chung quanh của mình á đều là tuyệt vời hết, nhưng mà pháp nào đến đi là nó đến rồi nó diệt. Mỗi cái giọt mưa như vậy á là nó đã diệt rồi. Nghe được cái lời xong, mà nãy giờ thầy nói là nói cái này rồi nó diệt cái đó, chứ đâu có cái nào mà giữ lại đâu, phải không? Nhưng mà mình á lại là liên kết nó lại, mình giữ nó lại, thì nó mới tạo thành cái bản ngã. Thì cái này trong cuốn sách mà thầy đang viết á, cái cuốn sách thầy mới mà thầy đang viết là viết cái giáo trình mà thầy trình bày trong cái khóa 8 này, này. Trong mấy khóa 8, nhất là khóa 8 và các cái khóa trước á, và thầy sẽ viết lại thành một cuốn sách mới. Đó là cuốn sách có cái tên là Tùy Duyên Phương Pháp. thầy đang phân tích cái những cái này á, để mình thấy ra rõ là thực ra đó là các pháp á nó không có ngài nhau gì cả. Mưa rơi rồi cái tiếng chim hót rồi cái tiếng cái micro dồi lên, rồi cái tay thầy đưa lên đưa xuống, tất cả nó không có ngại nhau gì hết. Nhưng mà cái tâm mình chỉ cần khởi lên một cái tâm gì đó, cái là nó ngại liền lập tức, phải không? À, cái tâm mà khởi lên mà ngại đó chính là bản ngã. Rồi hôm nay bài giảng hôm nay là ngang đây, nhưng mà bây giờ còn lại thời gian thì quý vị hỏi. Dạ, thưa thầy, có thể giải thích cho con tâm si được không? Tâm si nó có ba cái từ mà mình cần phải phân biệt. Ba từ này nó cùng một chất nhưng mà nó có cái tướng khác nhau, cùng có một tính nhưng mà tướng khác nhau. Đó là từ vô minh. Từ thứ hai là tà kiến, và từ thứ ba là si. Vô minh tức là cái tình trạng mà thiếu tỉnh giác. Vô minh đó là tình trạng thiếu tỉnh giác, hoặc là vô minh là không thấy được thực tánh của các pháp. Thường thường là người ta định nghĩa cái câu đó, nhưng mà thầy thì định nghĩa theo kiểu pháp hành. Tức là vô minh tức là tình trạng mình đang đứng đây mà mình thiếu tỉnh giác, gọi là vô minh. Thay vì là mình là tỉnh thức sáng suốt, rỗng lặng trong sáng, thì mình là không có tình trạng mà trong sáng đó, thì gọi là vô minh. Cái vô minh á, hiệu ứng của cái vô minh đó là không thấy rõ được bản chất của các pháp. Từ cái chỗ vô minh á mà nó có sinh ra tà kiến. Tà kiến thì lại là thế này, tức là do không thấy rõ bản chất của các pháp, hay là do cái tình trạng là thiếu tỉnh thức,
Cho nên là thấy sai đi. Thí dụ như là mình thiếu tỉnh thức, cho nên mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, là mình thấy sai đi. Thấy sai đi rồi mình lại là kết luận hay là chủ trương rằng là đó là con rắn, thì cái đó nó trở thành là tà kiến. Tức là khi mình đã có một cái tư tưởng sai và mình lại là chấp chặt cái tư tưởng đó thì gọi là tà kiến. Còn si đó, si là một cái tâm. Cái tâm si này á, là nói như thế này này. Nó gồm có mấy cái chính đó. Một á, là trào cử. Hai á, là nghi. Nhưng mà nó cũng có cộng thêm vô mấy cái này nữa, là hôn trầm, thủy miên và vô tàm vô quý, cũng là có thể là nó công tác vô đây. Đó là gọi là si. Ví dụ như thế này, bây giờ thay vì mình ngồi đây, tâm mình nó là rộng lặng trong sáng, rộng lặng trong sáng tức là bên trong đó là không có bị một cái gì che lấp, là rộng lặng cho nên nó trong sáng. Hoặc là cái tâm nó hoàn toàn yên ổn và nó sáng suốt, thì như vậy á, bây giờ cái tâm đó là minh. Bây giờ cái tâm đó minh ha, bây giờ như thế này, tự nhiên á nó khởi lên, tự nhiên nó chìm chìm xuống, cái nó bắt đầu nó khởi lên nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, thì đó là trào cử. Cái đó là si á, tâm đó là tâm si á. Thứ hai á là nếu mà nó yên á, nó yên là nó yên hoàn toàn thì không cần gì nữa hết á. Tức là nếu mà nó rộng lặng trong sáng á, thì nó không cần gì cả. Nhưng mà tại vì á, cái tâm đó nó muốn nắm bắt cái gì đó, muốn nắm bắt cái gì á, nhưng mà nắm bắt thì không biết cái gì để nắm bắt. Mà ở yên đây thì cũng không ở yên được, mà nắm bắt thì không biết cái gì để nắm bắt, cho nên rơi vào tình trạng phân vân nghi hoặc. Cái chữ nghi này á, là phải hiểu là phân vân nghi hoặc mới đúng. Phân vân lưỡng lự. Cái nghi này á, chứ không phải là cái nghi mà ví dụ như mình nghi ngờ một cái điều gì đó. Giả sử như có người họ nói là tất cả đều là do Thượng Đế an bài hết, mình biết không biết là nó có đúng hay không, cho nên mình nghi, thì cái đó nghi đó là tốt, nghi đó là trí tuệ. Cái nghi đó là gọi là đại nghi đại ngộ. Tức là phải nghi cho con mà tin bừa tin bãi là không được. Cho nên đó là nghi nó là nghi nó tốt. Còn cái nghi này là cái phân vân lưỡng lự. Tức là bây giờ ngồi đây nó không yên. Mà không yên mà không phải là do mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, không phải nắm bắt cái này cái nọ, mà là mình không yên. Ngồi yên cũng không được, mà muốn nắm bắt cái gì cũng không được, không xong. Thì cái đó là cái tình trạng đó gọi là nghi, phân vân lưỡng lự. Hoặc là mình ngồi một hồi á, chìm, nó giống như là buồn ngủ vậy. Tức là không phải là ngủ, mà là nó lười chán. Nó lười chán, nó không muốn làm gì hết. Nó trong trạng thái thụ động. Thì cái đó đó gọi là hôn trầm, thủy miên. Là nó dại đại hay là lười chán. Và có trạng thái giống như ngái ngủ. Cái kiểu giống như bây giờ mình thức dậy rồi, nhưng mà nó vẫn cứ chìm, nó muốn ngủ á. Nhưng mà không ngủ nhưng mà cũng lười biếng không muốn dậy. cái trạng thái đó cho nên mới gọi là thủy miên. Thủy miên là giống như là ngủ á. Hoặc là vô tàm vô quý thì nó nằm trong nhiều thứ, cả trong tham, trong sân, trong tham, trong sân cũng có vô tàm vô quý. Nhưng mà trong si á thì vô tàm vô quý, ví dụ như cái tức là mình làm cái gì đó nhưng mà nó nằm mình nó trong tâm tham tâm sân hơn. Si vô tàm vô quý, trào cử.
đó là một bộ, một bộ đó đó nó nằm trong rất nhiều cái tâm, ngay cả tâm si nó cũng nằm trong tâm tham, nó nằm trong tâm sân. Cho nên là si vô tàm vô quý trào cử là nó vẫn là đi đôi với cái tâm si đó. Vô tàm tức là không biết đó là tội lỗi để mà hổ thẹn, không biết đó là tội lỗi để mà hổ thẹn, tức là cái người nó làm mà tưởng đâu là đúng, cho nên là còn thấy oai nữa chứ, nên làm sai rồi mà còn thấy oai nữa chứ. Cho nên không biết tội lỗi để hổ thẹn gọi là vô tàm. Còn vô quý đó là không biết hậu quả, hậu quả cái việc làm của mình, cho nên không sợ. Tức là cái người mà liều mạng ấy đó, là vô quý là cái người mà liều mạng. Vô ý là khác à. Ví dụ như Đức Phật là bậc vô ý, tức là cái bậc mà không còn bất sợ bất cứ điều gì. Thật ra thì không sợ là khác, không có sợ bất kỳ điều gì cả, không có sợ hãi, là gọi là vô ý. Còn cái vô quý đó tức là không biết cái hậu quả tai hại của nó mà làm, gọi là vô quý. Ví dụ như thế này, một cái người đó họ làm ác, nhưng mà họ không biết là sau khi làm ác á là mình là phải đọa địa ngục, hoặc là bây giờ người đó rượu chè cờ bạc hay là ma túy gì đó, bây giờ thấy thích thú thôi, chứ còn không biết rằng là cái hậu quả của nó sẽ là như thế nào. Rồi mà cứ làm không biết không sợ sống thì cái đó gọi là vô quý đó. Con hiểu chưa? Dạ kính thưa thầy, là con hôm nay thì con cũng có duyên là đến đây lần đầu tiên để nghe thầy giảng, và con cũng nhận ra là hồi trước tới giờ là mình sống theo cái bản ngã của mình, theo cái tiếng nói ở trong đầu mình nó sai khiến mình, và nó rất là đóng khung trong những cái tư tưởng suy nghĩ. Thì hôm nay con mới biết là thầy nói là cứ để cho cái tự tánh của mình nó dẫn dắt mình đi. Nhưng mà nếu như mà cho đến thời điểm này, nếu mà mình buông bỏ cái bản ngã hoàn toàn, thì con lại cảm thấy là mình hoang mang và mình không biết cái tự tánh nó như thế nào và nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Dạ con xin hết ạ. Ừ, đúng rồi, câu hỏi là đúng. Do đó đó, khi một người mà chưa nhận ra được tự tánh, nói theo thiền tông là chưa ngộ á, hay là nói theo thiền vipassana là chưa thấy pháp á, thì đương nhiên là người đó là phải đi theo cái bản ngã. Sở dĩ mà bản ngã nó hình thành á là cũng bởi vì lý do đó, vì lý do không chưa nhận ra được thực tánh là cái gì, chưa nhận ra được cái tánh biết, hay là chưa nhận ra được cái pháp là cái gì. Cho nên á, thực ra đó đúng cái Phật đạo đúng mức á là người đã phải là thấy pháp mới gọi là Phật đạo. Còn mình á là mình vẫn còn là ngã đạo, chứ chưa phải là Phật đạo. À, thì á, nhưng mà con đừng lo, bởi vì á thầy muốn chứng minh, thầy nói tại con chưa nghe mấy cái lần trước, nhưng thầy muốn chứng minh rằng á là mỗi người đã có cái tự tánh, cái tánh biết và pháp là đã hoàn chỉnh rồi. Tại vì cái bản ngã, bây giờ mình phải nhận thức ra một điều là chính cái bản ngã xen vào mới là làm cho mình đau khổ phiền não rồi đủ thứ hết. Chứ còn nếu không á thì từ cái tự tánh pháp á vốn nó là đã là thanh tịnh trong sáng rồi. Pháp á thì thanh tịnh mà tánh biết thì trong sáng. Cho nên á thầy mới nói rỗng lành trong sáng là vậy đó, tức là cả hai. Hoặc là thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái bản tính của pháp, và tánh biết và pháp là như vậy rồi. Nhưng mà bởi vì do mình chưa nhận ra được cái tánh biết và pháp đó vốn là đã hoàn chỉnh, do đó bản ngã mới muốn khởi lên làm công việc hoàn chỉnh đó. Cho nên đó, nó mới muốn là rèn luyện, nó muốn tu tập, nó muốn làm đủ mọi chuyện để mà nó
để mà nó đáp ứng được cái mong muốn hoàn thiện của bạn ngã. Thế nhưng mà qua cái mà mong muốn hoàn thiện của bạn ngã đó, thì bạn ngã sẽ đụng vào hai chuyện. Bạn ngã có một cái hai yếu tố nổi bật, đó là tà kiến và tham ái. Tức là mình không nói tới vô minh là nó hơi xa. Bây giờ mình nói là tà kiến và tham ái. Tà kiến tức là mình quan niệm sai, cho nên là mình ham muốn sai. Thì cái bạn ngã là nó dừng lên cái quan niệm sai và cái ham muốn sai. Thế thì bây giờ nó có một cái điều kỳ diệu là pháp thì lại luôn luôn điều chỉnh, cho nên á, hễ mình quan niệm sai thì mình sẽ lãnh đủ, hành động sai tức là tham ái đó. Khi có tham ái thì mình có hành động sai thì mình cũng lãnh đủ luôn. Cho nên á, nó có hai cái là nhận thức đúng á, thì nó sẽ là tự động là trừ diệt cái tà kiến hay là vô minh, tà kiến hay là tâm si như thầy vừa nói đây này. Còn đau khổ thì lại là điều chỉnh tham ái. Tức là bây giờ mình thích cái gì đó mình làm rồi á, thì mình mới đụng phải đau khổ mình mới thụt lui. Mà khi đụng phải đau khổ thì tự nhiên cái nhận thức của mình nó điều chỉnh lại. Ví dụ như một em bé thấy lửa đẹp quá mới xò tay vô nắm lửa, tức là nó hiểu sai, nó quan niệm sai, quan niệm rằng là lửa là đẹp, nó mới muốn là cầm cái lửa đó lên thì nó bị phóng tay là đau. Cái đau đó để điều chỉnh cái ham muốn là nắm cái lửa đó. Và đồng thời qua cái đó nó mới điều chỉnh nhận thức của nó lại. Và nó biết rằng là lửa là nóng, đừng có xò tay vô mà bốc. Thí dụ như vậy. Do đó cái mà nhận thức đúng điều chỉnh cái tà kiến. Còn cái đau khổ sẽ giúp điều chỉnh cái tham ái. Vì vậy cho nên bây giờ con thấy thế nào, con hiểu thế nào, con muốn cái gì thì con cứ làm, rồi pháp sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mà con chỉ cần một cái điều này thôi, tức là con thần trọng chú tâm quan sát để mà học ra từ trong cái bài học đau khổ đó, để biết là mình đã hành động sai hay là mình đã nhận thức sai. Thì chỉ cần qua đó để điều chỉnh cái nhận thức và hành động. Chứ bây giờ mình không thể nào mình nói là mình vô ngã liền được. Cho nên không phải là mình diệt, mình trình bày cái ngã nó có những cái tác dụng như thế nào, nếu có đưa đến đau khổ như thế nào là để nói vậy thôi. Nhưng mà muốn để mà diệt được cái ngã này á, thì phải là qua nhận thức và điều chỉnh nhận thức và hành vi. Chứ không phải là tự nhiên mà mình muốn diệt nó thì diệt. Và thực ra đó cũng không cần phải diệt, bởi vì đó là một tồn tại. Cái tồn tại đó mình phải đối diện với cái tồn tại đó để mà nhận thức ra và điều chỉnh. Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu. Trong vấn đề mà thầy giảng thì của con nghe, riêng bản thân con nghe rất là nhẹ, nhưng mà có thói quen nhiều lúc muốn công phu kéo chân ngồi thiền vào lúc buổi sáng hoặc là đi kinh hành vân vân. Thì thầy giảng sâu như tụi con nghe vấn đề mà khi mà mình thực hiện các pháp hành đó, cái ranh giới chỗ nào là cái ngã và cái nào là không có cái ngã của mình đó chồng. Giả dụ như sáng, mỗi buổi sáng như đến giờ thì kéo chân ngồi, thì cái ngồi đó đôi lúc này cũng êm ái như vân vân, nhưng mà cái đôi lúc mình thấy nó cũng tán tâm vân vân.
thì thầy giảng sâu vô cái pháp hành, cái lúc mà mình ngồi, cái nào là mang cái ý thức là cái ngã mà không có cái ngã. Khi mà một cái người mà nghe pháp thầy giảng và nếu mà thông suốt được những cái điều mà thầy giảng thì lúc đó là mỗi giây phút đều là thiền, chứ không còn là ngồi hay là không ngồi. Nhưng mà đương nhiên trong cái đời sống của mình á thì vẫn là khi thì đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thế này thế kia đều có hết. Vậy thì đừng có quan niệm ngồi thiền là phải ngồi lại rồi xếp bàn rồi phải dùng công thế này thế kia, đừng quan niệm như vậy. Mà ví dụ như thế này, thầy thường đi xe đi ra ngoài núi Dinh chẳng hạn, thì cái anh tài xế của thầy là anh lái xe, còn thầy đâu có lái đâu, thì lúc đó là thầy ngồi chứ gì nữa, phải không? Thế thì bây giờ thầy ngồi và ngồi với một cái tâm rỗng lặng trong sáng, thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt cứ thấy bình thường thôi, nhưng mà cái tâm vẫn cứ rỗng lặng trong sáng như vậy, thì đó cũng là thiền. Cái quan trọng là chánh niệm tỉnh giác, tức là mình chánh niệm tỉnh giác tức là rỗng lặng trong sáng á, và không có để tham ưu, không có để cho cái nương tựa hay là dính mắc. Đó là cái lời dặn sau khi mà Đức Phật ngài nói là chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp á, thì đừng có để cho tham ưu xen vào, tức là chỉ rỗng lặng trong sáng, chứ đừng có để cái bản ngã vô mà nó điều khiển, nó nói là bây giờ phải thế này này, bây giờ phải thế kia này, bây giờ phải ngồi thế này này, bây giờ phải để tâm thế kia này, bây giờ phải làm chuyện này chuyện nọ này, thì đó chính là bản ngã. Cho nên á là mình chỉ buông ra thôi, buông ra để cho cái tâm rộng lặng trong sáng rồi nó tự thấy. Đó, bây giờ tất cả chúng ta cứ ngồi thử coi, bây giờ tất cả ngồi ngay đây thôi, thì ngồi làm sao bây giờ cứ ngồi vậy đi. Mà nếu mà bây giờ mình buông ra để cho tâm rộng lặng trong sáng á, thì mình sẽ để cho mọi chuyện đến đi tự nhiên. Đó, hồi nãy thầy nói đó, tiếng mưa rơi thì mưa rơi đó, mà tiếng nghe thầy nói thì thầy nói, tức là mọi chuyện nó cứ đến đi tự nhiên. Thì á là lúc đó là cái lúc mà mình là thoải mái nhất, an lạc nhất. Còn nếu như mà bắt đầu mình khởi lên cái ý là làm sao để cho cái tâm nó phải định lại, khi tâm định lại một cái á thì nghe tiếng lách cách của tiếng mưa, cái tự nhiên cái nói là mưa được, bớt mưa đi để cho ta ngồi yên, rồi là bắt đầu là có sự tổng đối. Cho nên á nó mới tạo ra đủ thứ, cho nên hễ mà đã bản ngã đã khởi lên á thì nó sẽ có đối đầu. Muốn biết bản ngã đó thì hễ khi bản ngã khởi lên á là nó sẽ có đối đầu với cái này, đối đầu với cái kia, tức là muốn được và muốn bỏ. Thay vì khi mà mình rộng lặng trong sáng á là không có cái gì để mình được, không có cái gì mình bỏ, thì bây giờ mình lại là khi mình ngồi thiền á thì mình lại muốn được và muốn bỏ cái này để được cái kia, thì như vậy là mình đang rơi vào cái bản ngã tạo tác. Nếu như cái bản ngã tạo tác nó đến một cách tự nhiên á thì được, thì mình thì đúng hơn. Ví dụ bây giờ thầy đang ngồi trên xe đó, cái thầy để tâm rộng lặng trong sáng, ai đi qua đi lại chỉ đi qua, thì tự nhiên có một cái người đi ngang qua xẹt cái xe của Honda chạy ngang qua, cái tâm mình nổi sân lên, nó cái thằng gì đi mà ấu tạ, thế giờ nó cái tâm mình nó khởi động lên đó. Thì cái bản ngã mà nó khởi lên như vậy á nó lại tự nhiên hơn, và lúc đó mình thấy ra được là cái bản ngã nó đang khởi lên, tâm sân đang khởi lên. Nó vậy thôi, tức là mình vẫn ngồi thiền đó, đó là ngồi thiền đó. Chứ ngồi thiền sao nữa? Nhưng chắc là tại sao là mình nói là bây giờ phải đi xe ra tới núi Dinh rồi, cái đó là mình ngồi ngoài mới tìm cục đá ngồi thiền là để làm gì? Chứ từ đây mà tới núi Dinh là lúc nào cũng thiền được mà. Đôi lúc á, giả sử như thế này, mình làm việc mệt mỏi rồi, ví dụ mình cả ngày mình đi làm việc mệt mỏi, bây giờ mình có quyền ngồi lại, thì ngồi làm sao mà mình thoải mái thì thôi, nhưng mà
đúng là nếu mà mình ngồi mà thẳng lưng thì nó tốt, nhưng mà đó chỉ là bên ngoài thôi, không quan trọng. Cái chính á là để cho tâm rộng lành trong sáng và để cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự. Theo thầy á là như vậy mới là thiền. Bởi vì nó đã làm việc mệt rồi, bây giờ mình lại vô đây mình lại bắt nó phải làm thế này thế kia nữa, tức là mình cứ đày đọa cái tâm mình, cứ hành hạ cái tâm cái thân của mình. Ở đây ở trong sở là mình ngồi trên cái bàn vi tính nó đã mệt rồi, đau lưng rồi, bây giờ mình về là mình lại ngồi lại nữa. Mà trong khi đó lẽ ra đó, mà nếu mà tùy duyên thuần pháp á, lẽ ra lúc đó mình nên đi bộ, đi bộ, đi quanh quanh cái nhà đó. Nhưng mà trong tất cả những cái mà mình làm đó đó, thì cái chính vẫn là những cái yếu tố mà mình, yếu tố nào mình làm được thì mình làm, chứ mình cũng không nhất định cái nào hết á. Tức là nếu sáng suốt định tĩnh trong lành được thì sáng suốt định tĩnh trong lành, không sáng suốt định tĩnh trong lành được thì là thận trọng chú tâm quan sát, không thận trọng chú tâm quan sát thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đại khái như vậy, tức là mình cứ tùy cơ ứng biến, một cái khả năng của mình như thế nào đó thì mình cứ ứng rồi á, rồi mình sẽ tùy nghi mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái đó mới là cái việc chính. Có người đó, ví dụ như thế này, bây giờ là hai người, một người vào trong chùa thì là chữ nghĩa là ít, cho nên không tham dự các lớp học mà chỉ đi quét dọn thôi. Nhưng mà cái người đó lại bởi vì quét dọn nhưng mà hiểu được, cho nên là quét dọn với là thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành mà quét dọn, thì á cái người đó vẫn là thiền mà chẳng có ngồi gì hết trơn á. Người nào mà biết sống, biết trọn vẹn với mình, biết chiêm nghiệm lại mình qua những cái trải nghiệm của cuộc sống thì người đó sẽ giác ngộ. Thì đó, câu chuyện của ông Bahiya đó là ông đâu có tu hành gì đâu, nhưng mà Đức Phật ngài nói là ông loại được cái bản ngã ra thì ông hoàn toàn trong sáng liền. Thì đâu có ngồi thiền mà để mà được cái này cái kia gì đâu. Nhưng mà khi ngồi thì đó, tức là nếu mà mình có điều kiện ngồi, và không nên là lập thời gian, tức là lúc nào thuận tiện nhất, cảm hứng thì lúc đó ngồi. Thì lúc đó ngồi nó sẽ là, có khi ngồi một lần mà lại tốt hơn là ngồi cả hàng trăm ngày. Cho nên đó, cái thiền nó không có tính thời gian, và đừng có lập trình thời gian cho nó. Nó tùy hứng, nó lại là đạt dễ hơn. Và ngồi tự nhiên thôi, chứ đừng có phải bắt là phải ngồi như thế này thế kia, tức là hình thức quá đấy. Hình thức mất cái trơn, mà lo cái hình thức không rồi mới làm sao mà tâm mà nó rộng lành trong sáng được. Rồi ai hỏi tiếp. Một thời còn một ngày thì con có hai thời, buổi sáng và buổi tối, nên thành ra giờ qua bên này học cái này thì con cũng còn cái vân vân, con mong thầy giải nghi cho con. Nhưng mà vấn đề như vậy thì trước đây con đã làm như theo thầy nói là phải định tĩnh trong lành, thì con cuộc sống cũng nhẹ nhàng chút. Nhưng mà có vấn đề cái con đường của con đi nó còn trong trên, con chưa phân rõ được, nay cũng mong thầy chỉ dạy cho con đó. Cái đó thực ra là thầy đã nói trong cái lần trước rồi. Cái pháp môn phương tiện á, cái pháp môn phương tiện á là mình sẽ sử dụng vào lúc nào thích hợp nhất. Ví dụ như bây giờ nếu như mà mình sinh hoạt hàng ngày, cái công việc mình làm là cái gì đó, công việc gì làm gì đó, cụ thể mình làm cái việc gì đó, thì mình cứ làm cái công việc đó với cái tâm là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát. Nếu mà cái tâm mình nó hơi vòng đồng một cái mà mình biết liền để mình là trở về chánh niệm tỉnh giác thì cách đó là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ này, tự nhiên có một cái chuyện gì đó mà xảy ra nó quá lớn trong gia đình, làm cho mình nó lo lắng sợ hãi,
Thí dụ như thay vì chồng mình nó là cứ đi làm là 6 giờ về, mà sau bữa nay tới 8 giờ vẫn chưa về, thì trong bụng nó cứ lo, thì lúc đó niệm Phật là tốt nhất. Tức là bây giờ lôi lại cũng không được, nó lo mà lôi cũng không được, phải không? Lo quá bây giờ lôi cũng được. Hoặc là con mình đi học không biết, mà đáng lẽ giờ về rồi mà giờ nó đi đâu không biết nữa, thành ra là giờ là lo lắng. Thì cái lo lắng này á, lẽ ra cái người á mà người ta đạt đạo rồi á, thì người ta vẫn cứ bình thản, sáng suốt, định tĩnh trong lành thôi. Rồi cứ xem coi thử là chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Có thể là người ta bình tĩnh, nó gọi điện thoại tới trường để hỏi thử con sao nó có về chưa. Vẫn làm cái việc đó một cách hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành thì không sao hết, bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ cái người mẹ này là lo lắng quá sức, quá mức, đến nỗi không thể nào chánh niệm tỉnh giác được, cũng không còn cách nào mà sáng suốt định tĩnh trong lành được, thì lúc đó niệm Phật đi. Lúc đó là lúc thích hợp nhất để niệm Phật hay trì chú, sử dụng cái phương tiện. Cho nên á, bây giờ mình cũng không bỏ cái đó, nhưng mà mình sẽ sử dụng vào lúc nào mà cần thiết nhất. Còn lúc nào cũng cần thiết á, thì phải trả lại tự nhiên với Pháp, chứ đừng có để lệ thuộc vào bất kỳ một cái pháp môn phương tiện nào. Nhớ như vậy. Dạ thưa sư ông, là cái bữa đầu tiên của khóa 8 thì con được sư ông khai sáng cho con, thì con đã vận dụng trong cuộc sống của mình. Thì khi mà đến công sở làm việc thì con đã tùy duyên mà công việc đến thì con sẽ ứng ra con làm. Thì về cuộc sống đến khi về nhà thì con vẫn rất là rỗng lặng trong sáng, nhưng mà những người xung quanh con nói là con sống cuộc sống như vậy thì bất cần đời, hoặc là mình sẽ sống cảm tính với cái cuộc đời á. Thì xin sư ông hướng dẫn cho con cái cách suy nghĩ của con, là con chỉ làm công việc đến hoặc là cái gì đến thì con sẽ làm thôi, con không có tính toán hoặc con tưởng tượng trước đó. Khi mình sống giữa cuộc đời này á, thì cái việc mà tu tập của mình á, là nó càng vô tướng chừng nào càng tốt chừng đó. Tức là mình tu mà chẳng ai biết mình tu cái gì hết á. Tại vì cái sáng suốt tình tĩnh trong này á, chỉ có một cái biểu hiện duy nhất ở bên ngoài mà người ta có thể thấy được, là mình sống bình tĩnh hơn, mình làm việc gì cũng đâu đó đàng hoàng, cho nó không có mà lung tung, hay là không có hấp tấp, không có sợ hãi hay cái gì đó. Thì á, cái đó là cái biểu hiện của bên ngoài của cái đó. Nhưng biểu hiện đó là mình không cố biểu hiện, mà tại mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là mình sáng suốt định tĩnh đông lành, cho nên là tự nhiên mình có những cái đức tính đó. Mà đức tính này không phải là do rèn luyện, nhưng mà đừng có tạo ra một cái tướng. Cho nên mới nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Là vậy. Thầy đổi chữ vô nguyện lại thành chữ vô cầu, bởi vì vô cầu đúng hơn, chứ còn nguyện thì vẫn có thể nguyện được. Vô tướng là sao? Vô tướng tức là đừng có tạo ra một phong thái gì trong mình cả, mình cứ sống tự nhiên thôi. Chứ đừng có tạo ra phong thái, không cần cái chuyện đó, cứ sống tự nhiên thôi, cái tâm sao cứ sống vậy thôi đó. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà bởi vì thần trọng chú tâm quan sát, cho nên biết là lúc nào nên nói như thế nào, lúc nào nên hành động như thế nào. Chẳng phải là tự nhiên vậy rồi là nó lung tung đâu, nó biết hết á, nó đâu đó nó ra cái gì đó nó biết hết, thì cái đó là hoàn toàn là uyển chuyển. Cho nên á, là ngoài cái chuyện mà mình tu tập ở bên trong mà không có tỏ ra một hình tướng gì bên ngoài, thì còn một cái điểm thứ hai nữa, đó là mình phải là tùy thuận chúng sanh. Tức là bây giờ cái luật lệ của trong cái sở làm đó bắt mình phải thế này thì mình cứ làm như vậy, bắt mình thế kia thì mình phải làm thế kia. Cái đó là mình tùy theo chúng sanh, tùy theo hoàn cảnh. Và thậm chí mình có thể là hòa như bất đồng, tức là bên trong mình thì vẫn rỗng lặng trong sáng, nhưng bên ngoài á, bây giờ họ nói đi picnic thì mình cứ đi. Còn nếu mình thấy là cái chuyện đi picnic đó là một chuyện hoàn toàn vô bổ,
chỉ là mất thì thời gian vô ích, thì mình khéo léo mình từ chối. Tại khái như vậy, tức là nói chung là mình vẫn sống hài hòa với mọi người, chẳng có cái gì mà tỏ ra mình là cách biệt hết. Nhưng mà ở bên trong thì đâu đó vẫn là rõ ràng minh bạch. Chứ không nên là tạo ra một cái phong cách nào đó để cho người ta thấy rằng mình sống có vẻ là lập dị. Đừng có vẻ như lập dị, hay là đừng có bao giờ tạo ra một phong thái gì cho mình hết. Cứ tự nhiên, thì trong cái tự nhiên là nó sẽ đẹp nhất. Đó, cứ thấy cây cỏ đó, cây cỏ nó sẽ mọc ra, nó tự nhiên. Mình vô trong rừng mình thấy là cây cỏ đồ rất đẹp. Đó. Cho nên á, là cái nào mà phải theo hình thức, buộc phải theo hình thức thì mình mới theo hình thức. Cái nào tự nhiên thì mình phải tự nhiên. Cái đó là cái mà uyển chuyển để mình sống trong trong đời sống này. Bây giờ thầy nói thêm một chút là có một số Phật tử là đề nghị dạy kinh Pali. Thì thầy thông báo để cho có ai muốn học kinh thì mình bàn xem thử là học vào cái thời gian nào là tốt nhất. Thí dụ như sau cái giờ học đây, ở lại thêm 15-20 phút gì đó để mà học cái cách đọc một bài kinh. Sau khi học cái cách đọc một bài kinh đó rồi thì về nhà tự học. Thì mình sẽ học một số cái bài kinh mà Tam Bảo theo cái tiếng Pali. Quý vị nào mà không có thời giờ thì là mà không tham dự thì cứ đi về, còn vị nào muốn tham dự học thì có thể ở lại thêm 15-20 phút, khoảng nửa tiếng đi, để mình học. Thì cái chủ yếu là để đọc, biết cách đọc thôi, còn về là mình sẽ tự học rồi rồi khi tới rồi mình đọc chung lại để cho nó biết cái cách đọc chung. Bởi vì nếu mà mình đọc một mình á thì mình vẫn đọc sai. Đó, cho nên là khi học á thì mình học chung là tốt nhất. Thế thì hôm nay á là mình chỉ bàn xem thử là tìm xem là cái thời gian nào là tốt nhất để học. Tức là ở lại khoảng nửa tiếng là tốt nhất, phải không? Như vậy á, hôm nay á thì có thể là hôm nay có thể chưa học, nhưng mà thầy sẽ nói về cái một số cái nguyên tắc đọc kinh Pali. Cái kinh Pali á là nó có một cái năng lực, là bởi vì á là đó là cái ngôn ngữ của Đức Phật, cho nên là cái ngôn ngữ của Đức Phật có lẽ là nó cũng do Đức Phật là sử dụng cái ngôn ngữ đó, cho nên bây giờ nó mới có cái năng lượng cũng có. Mà cái thứ hai á là cách đọc, cách tụng kinh Pali. Thì trong cái kinh á là nó có ba loại âm thanh. Một á là hải triều âm, tức là cái âm thanh á đọc giống như là sóng vỗ. Thì cái kinh Pali đặc biệt á là có cái âm thanh phát ra giống như là sóng vỗ. Thì cái sóng vỗ này đó là nó tác động rất mạnh, cho nên nó có cái power, có lẽ là do cái đó, chỗ đó, bởi vì nó phát ra rất là mạnh. Cũng giống như là cái tiếng chuông với tiếng trống á, là nó có cái âm thanh khác nhau. Cái tiếng trống á thì nó là làm cho mình là phấn chấn lên. Có thể là nếu mà đánh trống dồn dập như thế nào đó, cách đánh như thế nào đó thì có thể làm cho người ta là phấn chấn lên. Cho nên á cái âm thanh của cái tiếng trống á là làm cho người ta tinh tấn lên, vượt qua cái mà hôn trầm thủy miên á. Nhưng mà tiếng chuông thì ngược lại. Tiếng chuông thì cái người mà trào cử thì nghe tiếng chuông thì tâm nó lắng xuống. Cho nên cái âm thanh là nó có tác dụng hết.
thì mật tông á là họ họ sử dụng âm thanh dữ dội đó, tức là dùng đọc cái câu chú rồi phát ra âm thanh như thế nào, rồi cộng thêm là âm nhạc đó. Tức là họ sử dụng âm thanh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình á là lấy cái tâm làm chính, nhưng mà mình phải biết một số cái nguyên tắc về âm thanh. Thì một á là hại triệu âm, hai á là từ bi âm, và ba là giải thoát âm. Nó có ba tiếng kinh á, tiếng đọc kinh á, nó có ba cái loại âm thanh đó. Ví dụ như là khi mà mình đọc kinh An Lành. Kinh An Lành trong mình thường hay dùng từ là cầu an, nó hơi sai đi. Không phải là cầu an mà là kinh An Lành. Kinh An Lành đó là đọc lên những cái bài kinh mà để cho cái người nghe đó là nếu mà hiểu nghĩa thì cái bài kinh đó là giải tỏa được những cái, tức là về mình hiểu biết ra Phật pháp ra. Ví dụ như vậy. Còn nói về cái âm thanh á, thì cái âm thanh đó nó dồn dập làm cho mình, nó là nó những cái mà trì trệ trong con người mình á, nó sẽ mất đi cái trì trệ đó. Cho nên nhiều khi mà nghe tụng kinh một cái là người mình nó trở nên cảm thấy là nó thoải mái nhẹ nhàng ra. Đang trì trệ để mà nghe kinh cái là nó thoải mái nhẹ nhàng ra. Đó. Cho nên người ta gọi là cầu an, chứ thực ra là cái gọi là kinh An Lành. Cái kinh An Lành này nó tạo một cái năng lượng. Cái năng lượng nó là một cái giống như là nó, ví dụ như trì trệ đó, nó thuộc về âm khí. Nhưng mà khi mình đọc kinh lên nó thì nó tăng cái dương khí lên. Cho nên làm nó có thể là làm quân bình lại cái đời sống thân tâm của mình. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ như là hại triệu âm. Cho nên á là trong cái kinh mà của Nguyên Thủy đó mà đọc đông người đó là càng tốt. Đọc đông người là nghe rền như thứ là cái tiếng sóng vỗ vậy. Nam mô ta sa pha ga va to arahato samma sambuddhassa. Phải biết cái cách phát âm. Thì thường thường á là đừng có nên phát âm ngoài môi, đừng có đọc là nam mô ta sa pha ga va to, đừng có đọc ngoài môi đó, mà đọc cái âm ở bên trong. Nam mô ta sa pha ga va to, tức là nó cái âm thanh nó dồn từ bên trong ra, thành ra nó tạo nên một cái lực của cái hải triều âm. Còn á ví dụ như là giải thoát âm tức là một cái âm thanh mà thường thường là những bài kệ. Bài kệ ví dụ như là karaniyamantha kusalena yan tang san tang padang apisamecha. Ví dụ như vậy, tức là cái âm thanh nó làm cho mình nhẹ nhàng thanh thoát ra. Đó là đọc cái bài kinh nó lên á, ví dụ như bây giờ mình buồn phiền ấy, mình buồn phiền lo lắng gì đó. Cái mình đọc cái bài kinh nó lên. Ngồi một mình đó mình đọc bài kinh nó lên. Tự nhiên con người mình nó nhẹ nhàng thoải mái ra liền. Nó có một cái năng lực mà gọi là cảm ứng từ bên trong ra bên ngoài, mà người ta gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghi đó. là vậy đó. Thì bây giờ hiện nay á là mình sẽ học cái loại đầu, tức là cái loại mà hại triệu âm. Thì nó chỉ có một số cái từ thôi. Thì cái từ đó mình học bài kinh nào thì mình sẽ phát âm theo bài kinh đó. Ví dụ như bây giờ đọc cái bài mà thường mình đọc cái này. Đọc bình thường giống như tiếng Pháp á, na mô. Nó có một bên đó là dòng dài, một bên là dòng ngắn. Bên này đọc là a u i e nằm bên này luôn. Bên này chỉ có ba dòng ngắn thôi, còn bên đây dòng dài là nó nhiều hơn. A u i, còn bên này là a u i e
ô là một bên dòng dài, bên dòng ngắn vậy thôi. Còn mấy cái từ kia là để rồi thầy nói sau. Cho nên á, ví dụ dòng dài này, na mô, mô là dài, mà na là ngắn, na mô đó. Còn khi á, khi mà nó có hai cái âm phụ âm mà đi với nhau á, thì nó sẽ dài lên bằng phân nửa, tức là nó cũng phải ngắn mà nó cũng phải dài, mà nó là hơn thêm một chút xíu, tức là ngắn mà thêm một chút xíu. Nam mô tassa, nam mô tassa, tassa. Cái chữ này á, cái chữ này á là đọc là ba 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 ba, ba âm âm bờ đó, âm bờ âm môi á, ba ba ba, ba, nhưng mà đọc đọc ngồi thành là pha pha, thì nó là đọc gần gần như là chữ F, nhưng mà không phải chữ F, giống giống như chữ F, nhưng mà chữ F thì nó lại là cái âm hoàn toàn môi. Còn bên này á là giống như mà như giống như người Nam mà người miền Nam mà đọc chữ V đó, V V V, nó ngậm cái miệng lại cái đó rồi mới mở mở ra. Thì á bên này là pha pha ga va to, pha ga va to arahato samma sambut dhassa. Cái này cũng vậy, đờ đờ ha dhassa đó. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa đó. Nhưng mà bây giờ mình đọc á, mình đọc phải thành thành có cái bắt đầu mới đọc thành thành là sóng vỗ này. Nam mô ta sa pha ga va tô, đọc nam mô ta sa pha ga va tô, nam mô ta sa pha ga va tô, đọc nhiều lần. Chưa được, sống sống này, sống này cái này đánh bên này, cái kia đánh bên kia. Nam mô tassa bhagavato à, phải rồi, đánh nó mới được. Nam mô tassa bhagavato đó. Arahato samma sambuddhassa. Rồi. Arahato samma sambuddhassa. Rồi bây giờ đọc hết cả được không? Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Xa là phải dứt một cái, chứ không phải xa, không phải xa, bởi vì này nó không có kéo dài, cho nên là phải là samma sambuddhassa. Xa là chấm dứt thì mới được, thì nó dứt một cái nó mới mạnh. Mình kéo dài ra nó không đúng. Đó, đọc lại. Nam mô tassa bhagavato arahato samma.
ma tam bồ tát sa. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc tiếp. Nam mô tam sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa bồ tát sa. Thôi nghỉ. Y đằng nô nha tê nàng hôn tô su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha tê nàng hôn tô su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha tê nàng hôn tô su khi ta hôn tu nha ta yôn.